Ở thế giới mà trò chơi thành hiện thực, tồn tại vô số phó bản nguy hiểm với ma thú đáng gờm. Con người phải thức tỉnh trở nên cường đại để công lực phó bản bước tới đỉnh vinh quang, thì Tô Dương một nam sinh bình thường lại đi ngược tất cả. Không may thức tỉnh chức nghiệp chiến sĩ rác rưởi, cậu bị tất cả công hội coi khinh, một đời định sẵn là một bần dân bị cường giả dẫm xuống. Tưởng rằng cuộc đời đến đó là chấm hết, Tô Dương bất ngờ sở hữu hệ thống kiêm nhiệm boss bí ẩn. Vốn là củi mục nhưng lại có hệ thống mạnh nhất, ảo quá rồi. Ông trời đã có lòng thì cậu sẽ có dạ, lần này chơi lớn một phen, trở thành ác long trong truyền thuyết nghiền nát những kẻ ngáng đường, cường giả sao, với cậu cũng chỉ là mũi mà thôi. Năm 2076 trước thềm thế kỷ mới, trò chơi bỗng giáng lâm trở thành hiện thực. Vô số phó bản nguy hiểm mang theo lượng lớn ma thú đánh vào thế giới loài người, ma vật mạnh mẽ đang tàn sát nhân loại đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, cùng với sự hủy diệt là thiên phú thần ban tặng, nhân loại bắt đầu thức tỉnh trở nên cường đại hơn, gọi là chuyển chức giả. Cuối cùng cũng giải cứu thế giới từ tay ma vật, từ đó thế giới đón nhận trật tự mới, lấy cường giả làm quy luật, cá lớn nuốt cá bé, thực lực chính là tất cả. Do đó, những chuyển chức giả phải tiếp tục mạnh mẽ hơn để củng cố vị trí của họ. Vì để có được lực lượng cùng tài phú mạnh mẽ, cường đại chuyển chức giả bắt đầu thâm nhập các phó bản bên trong thăm dò, khiêu chiến với boss lớn, đánh bảo luyện cấp. Từ đó, thời đại toàn dân làm chuyển chức giả đã bắt đầu. Tại quảng trường chuyển chức, bước chân thiếu niên nâng bước nặng nề, coi bộ là chẳng hứng thú mấy với cái nơi này. Cậu vốn tưởng rằng làm một tên xuyên việt giả, ít nhất có thể đạt được một cái chức nghiệp nào đó, cũng không nghĩ là lại chuyển chức thành chức nghiệp chiến sĩ bình thường nhất. Ui giời, nhìn thử cái bảng thông tin của Tô Dương đi, xem nó có chán không cơ chứ. Chiến sĩ giai đoạn đầu chiến đấu cận chiến dễ dàng tử trận, tốn rất nhiều thời gian tinh lực bồi dưỡng, công kích sau này lại không bằng các chức nghiệp khác. Ở cái thế giới này, so với những chức nghiệp khác, chiến sĩ là gà nhất và cũng thường thấy nghề nghiệp này nhất. Bước tới trước mặt Tô Dương với vẻ mặt khinh bỉ, tên Vương Phi cùng với đàn em của mình nãy giờ cứ khúc khích bên tai làm cho cậu khó chịu sẵn rồi. Mà mục đích của đám này tới đây còn cái gì khác ngoài việc trêu ghẹo thanh niên mới chuyển chức là Tô Dương đâu chứ? Nghe nói cậu chuyển chức thành chức nghiệp sĩ rác rưởi nhất, rất xứng đôi với cậu đó. Khoác lấy vai Tô Dương, tên Vương Phi này liền thủ thỉ vào tai cậu, nào là chiến sĩ mới chuyển chức chẳng qua là người bình thường khí lực lớn chút mà thôi. Nào là cô nhi như cậu, vừa không có tiền lại không có ai chăm sóc, lại càng không có công hội nào muốn, vẫn là nên đi làm việc tay chân đi, rất thích hợp đó. Nghe tới đây, Tô Dương lạnh lùng đánh hai bàn tay lại đốp một cái, ruồi bọ ở đâu mà cứ vo ve mãi, ngứa cả đít. Ô thì ra là bạn học Vương Phi sao, nghe nói bạn đây chuyển chức thành nghề nghiệp hiếm có là băng pháp sư hả? Chúc mừng nhá, nhưng nghe nói pháp sư vừa chuyển chức, sức mạnh rất yếu đó, hay là bọn họ thử ngay bây giờ đi. Nghe tới đây, tên Vương Phi kia liền nhếch miệng kéo áo, chuyển chức thành chiến sĩ rác rưởi nhất lại còn dám kiêu ngạo như vậy, có tin bây giờ cậu ta dạy dỗ một trận không? Lời này vừa mới dứt, từ bên khác tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của cả Tô Dương lẫn Vương Phi này. Là đội công lực của linh thú công hội đó, chết tiệt, lại có thể ở chỗ này được gặp đội công lực của linh thú sao? Quay đầu nhìn lại những người mặc đồ giáp đang bước lại mình, Tô Dương không khỏi lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, bọn họ là một trong những công hội cấp A mạnh nhất thành phố Đông Linh này, linh thú công hội đó. Mà dẫn đầu chính là tứ chuyển xạ thủ Bạo Phong, cấp 95, anh ta chính là phó hội trưởng của linh thú, Triệu Minh, lúc trước cậu đã thấy qua trên tờ rơi quảng cáo. Lúc này, để chớp lấy cơ hội được gặp người khó mà gặp được, Vương Phi kia tức tốc chạy tới bên cạnh những người này mà suýt xoa như chó vẫy đuôi. Có phải các anh đến tuyển người mới sao? Cậu ta vẫn luôn sùng bái linh thú công hội, nói bản thân cậu ta có thể tham gia cùng bọn họ không? Nhưng còn chưa kịp giới thiệu chức nghiệp của mình, Vương Phi đã bị cô gái phía sau trong đoàn cản lại. Trái ngược với những lời đồng đội nói, Triệu Minh vậy mà lên tiếng muốn biết chức nghiệp của tiểu tử Vương Phi kia. Nghe thấy đối phương nói bản thân là băng pháp sư, chức nghiệp hiếm có thể sử dụng phép khống chế, Triệu Minh đã cầm lấy danh thiếp của tiểu tử kia. Chỉ đợi có vậy, những người khác liền nháo nhào lên giới thiệu bản thân, cái này cũng là rắc rối quá rồi, đừng có phí thời gian của họ với những chức nghiệp vớ vẩn. Cho tới lúc này, Tô Dương liền quay đầu nhìn về cô gái đang cáu gắt kia, vậy chiến sĩ thì sao? Nghe thấy cái chức nghiệp quen này, cô ta chỉ khẽ nhăn mặt, sau đó lạnh lùng bơ cậu bước đi. Đây chính là hiện thực sao, trong thế giới lấy cường giả làm luật lệ này, chỉ có thực lực mới là tất cả. Thông thường chức nghiệp chuyển chức cũng đã quyết định giới hạn tương lai của một người, cho nên từ khắc chuyển chức thành chiến sĩ kia vận mệnh của Tô Dương cũng đã được định đoạt. Ngay cả công hội cấp thấp đều không quá sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ, chớ nói chi là linh thú công hội, nơi tập trung toàn chức nghiệp tinh anh. Còn đang định quay lưng bước đi, Tô Dương đã giật mình khựng lại khi nghe thấy người phía sau nhắc tới linh thú kia muốn tấn công xào huyệt Hắc Long. Có thể bọn họ sẽ dùng cổng dịch chuyển phía trên để vào phó bản đó. Xào huyệt Hắc Long là phó bản cấp S lớn nhất của thành phố C, bên trong không chỉ có tiểu quái đông đảo, hơn nữa còn tràn ngập quái tinh anh, quái cường đại. Mặc dù ở thế giới này tử vong sẽ không trực tiếp chết đi, thay vào đó là rớt cấp bậc cùng với kinh nghiệm,
nếu xuống thẳng đến cấp bậc về không mới có thể thật sự chết. Như đối với cạnh tranh giữa các công hội cấp cao mà nói, cấp bậc bị hạ xuống cũng là chí mạng, chưa nói đến còn tồn tại nguy cơ có thể nổ tung trang bị hiếm. Còn con boss khủng bố nhất cấp 99 Hắc Long, Hắc Diễm Chi Dực Athos, nghe nói ngay cả công hội cấp S mạnh nhất cũng đã từng ngã xuống dưới chân nó. Nghe nói linh thú công hội có rất nhiều chuyển chức giả tứ chuyển trở lên và cũng chưa bao giờ công lược thất bại, có lẽ họ thật sự sẽ làm được. Hắn Long chuyển chức giả, quả nhiên đây là một thế giới chỉ thuộc về cường giả, chẳng lẽ Tô Dương cả đời này nhất định phải làm một bần dân bị những cường giả này dẫm dưới chân sao? Bất ngờ một tiếng nói vang lên, kiểm tra đo lường được hoàn mỹ linh hồn ký chủ, hệ thống chuẩn bị trói định kiêm nhiệm boss. Trong lúc tất cả những người khác đang mải nói chuyện, Tô Dương bất ngờ bị đưa vào trong một không gian, trói định kiêm nhiệm boss là sao chứ? Hệ thống yêu cầu vật chủ kiêm nhiệm thành boss, ngăn chặn người chơi vào phó bản, sau khi giết người chơi, có thể nhận được kinh nghiệm và trang bị rớt ra của người chơi. Thì ra là thế, hệ thống là hy vọng Tô Dương làm boss, ngăn chặn người chơi sao? Bình thường người chơi đi công lược phó bản boss ít nhất đều lấy tiểu đội làm đơn vị, ít thì 4 người, nhiều thì 8 đến 24 người, thậm chí cả 100 người. Nếu như Tô Dương có thể đánh chết bọn họ, kinh nghiệm cùng trang bị rơi xuống nhất định sẽ rất phong phú. Trực tiếp từ cấp 1 trong nháy mắt lên tới cấp độ chuyển chức, nếu là như vậy, coi như là chiến sĩ rác rưởi nhất cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ rồi. Nhưng nếu cậu bị người chơi đánh bại, vận mệnh của cậu thế nào đây chứ? Còn chưa kịp làm gì, hệ thống kia đã tự ý quyết định. Thời gian theo đó đếm ngược, thôi thì liều một phen vậy, cho dù có làm boss bị người ta hại chết. Cậu cũng không muốn vĩnh viễn bị người đời dẫm dưới chân, muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có một cách duy nhất, bắt đầu kiêm nhiệm đi, chuẩn bị nhảy vọt. Nhất định phải cho cậu thành một boss cường đại chút đấy. Bên trong không gian u tối, Tô Dương một lần nữa mở mắt ra, đây là nơi nào, cậu kiêm nhiệm thành công rồi sao? Xung quanh không những vậy còn được bao bọc bởi long nhân chiến sĩ cấp 95, nhưng sao chúng trông nhỏ vậy, ấn tượng của cậu với long tộc đều rất lớn mà. Lúc này, một kẻ mặc đồ kín mít bước tới trước mặt Tô Dương, Ngô Vương Tôn, ngài đã tỉnh lại sau giấc mộng dài dằng dặc rồi. Ý khoan, Vương sao, ý là đang nói Tô Dương là vương của long tộc đấy nhé, không phải chứ, chẳng lẽ boss mà cậu kiêm nhiệm lại là boss long tộc cấp 99, Hắc Diễm Chi Dực sao? Đây thực sự là Tô Dương đó, cho tới giờ cậu vẫn chưa tin nổi, đây là sức mạnh của Hắc Diễm Chi Dực sao, cái này cũng quá mạnh rồi đó. Người chơi chuyển chức 4 cấp 99, thuộc tính vượt nghìn cũng chỉ có một cái, nhưng Hắc Diễm Chi Dực thuộc tính không chỉ toàn trên nghìn, mà sức mạnh còn hơn 3.000 điểm. Nhưng cái này không tính là kinh khủng đâu, mấu chốt là thiên phú kia kìa, có cả kháng 80% cả vật lý và ma pháp, còn giảm xuống 20% thuộc tính của người chơi, có hai cái này giảm bao nhiêu sát thương. Cộng thêm những kỹ năng độc quyền này, không có người chơi nào là đối thủ của cậu nữa, sức mạnh vô tận đang dâng trào trong cậu, quả thực là cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có. Chỉ cần có thể đánh bại người chơi nhận kinh nghiệm, cho dù bản thể của Tô Dương có là chiến sĩ vô dụng nhất cũng có thể nhanh chóng thăng cấp. Chỉ sau một tiếng giống của cậu, những con quái xung quanh đồng loạt ngã xuống, cái này cũng là vô ý rồi, cự long hống kia đáng sợ quá. Thấy bản thân hơi quê, nhưng đã diễn thì diễn cho chót, Tô Dương liền cao mặt hất cằm, đứng lên đi đám phế vật. Lúc này, tên mặc đồ kín mít toàn thân run rẩy cất lên giọng nói, giai đoạn ấu thể này đã có uy thế vậy rồi, chờ cậu tới thời kỳ trưởng thành, san bằng thế giới nhân loại là chuyện tất yếu. Úi chà, đây mà lại là ấu thể sao? Trong thông tin miêu tả quả đúng là có, nhưng theo lý mà nói, boss trong phó bản không phải đều là đẳng cấp cố định sao? Chẳng lẽ Hắc Diễm Chi Dực còn có thể thăng cấp ư? Lúc này, ánh mắt Tô Dương đã bị cái lồng bên cạnh thu hút, ở bên trong đó một nữ nhân tóc bạc liền trồm người dậy. Ngươi là ác long chết tiệt lại phát điên cái gì chứ? Nếu thức tỉnh rồi thì mau thả ta ra sớm đi, nếu không tinh linh tộc nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Nhìn thấy nữ tinh linh kia, Tô Dương vừa mới đưa móng lên nghịch nghịch cái lồng, bất ngờ ở bên ngoài truyền đến chấn động, đó chính là người chơi đó. Thì ra là công hội linh thú à, không ngờ bọn họ lại đến nhanh như thế đấy, hình như bọn họ chưa từng có kỷ lục thất bại, bọn họ sẽ không thật sự có thể đánh bại cậu đó chứ. Không nghĩ nhiều, Tô Dương liền sử dụng Hắc Long chi nhãn của mình nhìn chằm chằm về phía trước, thấy rồi. Ở bên ngoài, Lý Đan cấp 98, Thánh Quang Đại Thuẫn Sĩ, Tiền Nguyên cấp 96, Kỵ Liệu Thánh Kỵ Sĩ, Triệu Minh Bạo Phong Đa Trùng Xạ Thủ và cả Lôi Sơn cấp 99. Hủy Diệt Lôi Điện Thú hội trưởng công hội linh thú đang bước vào, hôm nay bọn họ quyết tâm phải đánh tan xào huyệt Hắc Long kia đó, khẩu khí này công nhận cũng lớn đó nha. Lúc này, mở màn trận đấu với linh thú công hội kia chính là phi hành ma thú 8 con cấp 80, thuộc tính phong đang xông tới chào đón mấy kẻ xâm lược này. Mà đây chính là do Tô Dương sai khiến cả, phải thăm dò thực lực của đám người này trước cái đã. Đứng trước đám quái kia, Lôi Sơn vì không muốn lãng phí thời gian liền để chức nghiệp xe tăng trên đỉnh bắn đi, tấn công quái nhỏ. Những người khác sử dụng thuộc tính hỏa để tấn công và phát ra tốc độ tối đa trong một lần, giữ đội hình và tiếp tục di chuyển. Không hổ là linh thú, cả hỏa lục và kỷ luật đều tuyệt đối đỉnh cao A,
Những con quái vật nhỏ này căn bản không có cách nào nhìn ra toàn bộ thực lực của bọn họ. Đúng rồi nhỉ, nếu đã là tổ đội chuyên nghiệp thì Tô Dương phải tăng độ khó lên chút thôi. Ngay sau đó, trước sự bất ngờ của linh thú, một đám quái vật từ trên trời bất ngờ rơi xuống, bất ngờ hơn nữa chính là chỉ số của bọn nó. Phát hiện kẻ xâm nhập, cấp 99 tinh anh, long nhân chiến sĩ xuất kích. Nhìn thấy quái tinh anh, Lôi Sơn lập tức hét toáng lên ra hiệu cho toàn đội mau chóng phòng thủ. Ngay khi quái tinh anh đánh tới, thật may cho đám linh thú kia khi Lý Đan ở một bên đã kịp thời tung ra thánh quang thuẫn kết giới chặn lấy đòn tấn công này. Tiếp theo đó Triệu Minh ở một bên liền tung ra phong bão đa trung tiễn bắn mạnh vào người con quái tinh anh kia. Quả nhiên là có chút thực lực a, một long nhân chiến sĩ không thể tạo uy hiếp quá lớn cho công hội linh thú này. Nếu đã không được, Tô Dương liền nhấc một đám quái nữa nhấc lên, chỉ trong tích tắc chúng đã rơi ra trước mặt đám người kia, một tinh anh không đủ, vậy thì 6 con thì sao? Đứng trước 6 con quái tinh anh này, Triệu Minh cũng bắt đầu có chút lo lắng, bọn họ vốn không thể công kích quá nhiều thế này, phải làm sao đây? Chẹp miệng một tiếng, Lôi Sơn liền hét lớn, điều chỉnh trận hình ưu tiên người bị thương, chiến đấu khô máu với đám quái kia. Đúng là có ý chí đó, nhưng với thực lực này Tô Dương đoán chắc bọn họ không thể đánh boss như cậu, hay chưa dùng tới át chủ bài. Khoan đã, sao bọn họ không đi về phía cậu, ngược lại còn đi một con đường khác chứ, lẽ nào là có âm mưu gì? Tại mộ của các chiến binh diệt rồng, từ trong bộ xương một ánh sáng bất ngờ lóe lên, đạo cụ, đồ long chi tâm, người mặc sẽ bỏ qua các kỹ năng và thiên phú của long tộc. Cho tới lúc này, Tô Dương đã hiểu ra, giống như ý tưởng của các trò chơi trực tuyến, đối mặt với một boss có sức đề kháng gần như bất khả chiến bại. Người chơi có thể sử dụng một số cơ chế hoặc đạo cụ nhất định để làm suy yếu khả năng của boss, nếu có thể bỏ qua kỹ năng và thiên phú của cậu, vậy có thể giết được cậu rồi. Lập tức đập cánh bay lên, bọn họ sớm đã biết tới sự tồn tại của đạo cụ, Tô Dương phải nhanh chóng không được để công hội linh thú lấy được đạo cụ. Ở bên này, toàn đội của linh thú đang đi ngược hướng khác, bọn họ đúng thật là muốn lấy được đồ long chi tâm. Nhưng bất ngờ hơn cả đám quái vật đang rải rác tới, tất cả đội viên trong đội linh thú đều hoảng hốt, con rồng to lớn trước mặt họ chính là boss Hắc Diễm Chi Dực sao, sao boss lại ở đây chứ? Lúc này, Triệu Minh đã tức đến nghiến răng, đám tôn tử thiên cơ thật sự lại gạt bọn họ sao, giờ thì đánh boss mà không có đồ long chi tâm, sao mà đánh chứ? Đứng trước đám nhân loại phế này, Tô Dương liền vung cánh đập liên hồi. Bất ngờ cậu bị chúng lấy một đòn trừ đi 2999 máu, và kẻ ra tay không ai khác là Lôi Sơn kia. Anh ta không chịu rút lui, bắt buộc lần này phải tiêu diệt được boss, bằng không thì cút khỏi công hội. Nhìn thấy lũ cứng đầu này, Tô Dương vốn còn muốn nhẹ nhàng một chút, thế mà lại không được, cái này là do mấy người đấy nhá. Lập tức lớn tiếng ra lệnh cho Lý Đan mở ra kết giới phòng ngự mạnh nhất, kỹ năng hồi máu của phụ trợ đều dùng cho kỹ năng phòng ngự của Lý Đan. Tiền nguyên thánh quang cũng được thêm, vị trí phụ trợ đều cho hết búp lên cho anh ta và Triệu Minh, làm mạnh chiêu của bọn họ. Mà lúc này, Triệu Minh tức thì cảnh báo Lôi Sơn, cẩn thận đuôi con rồng kia, mau chóng nằm xuống. Sau một đuôi đánh tới làm rung chuyển trời đất, Tô Dương sẽ không cho mấy người cơ hội chuẩn bị đâu. Lúc này, từ bên trong khói lớn lửa đỏ bùng lên, đánh mạnh về phía đám người linh thú kia, trực tiếp xuyên qua kết giới của bọn họ. Chống đỡ lấy đòn tấn công bằng thánh quang tam trùng kết giới, Lý Đan chỉ có thể duy trì được nó trong vòng 3 phút mà thôi đó, cùng với đó là tiền nguyên đang ra sức búp sức mạnh cho người kia. Đều dựa vào Lý Đan đó, Hắc Long chỉ có thể sử dụng một lần công kích đuôi, còn lại để là AOE, nhất định phải đi cùng để giảm sát thương mất máu, nhất định phải giữ được. Còn Lôi Sơn lúc này thì khỏi nói, không ngờ rằng nhiều người lại không tránh được chiêu này đến vậy, nhưng ai còn sống phải mau phản kích cho anh ta. Còn lại mau chóng búp tăng cho Triệu Minh và hội trưởng, tăng nhanh nguyên tố thuật mắt ưng, thuật thị huyết kỳ, thuật nhanh nhẹn. Đây chính là sức mạnh chấp hành của công hội cấp A sao, vừa bị đánh lén, ngay lập tức công kích lại, không kịp tránh luôn nó. Đều là chiêu lớn, để an toàn Tô Dương cũng nên làm tốt phòng ngự thì hơn. Vừa thấy cậu đưa cánh chắn lấy, Lôi Sơn liền gầm lên nói tất cả cùng nhau tấn công, lôi chiều sùng sục. Lôi đình phá diệt trụ, lôi long phệ, bạo phong nguyên tố tiễn, khư phong diệt sát tiễn mà tấn công liên tiếp về phía boss, lửa lớn theo đó cùng bùng lên mãnh liệt. Cho tới lúc này, Lôi Sơn liền thở hùng hục ra lệnh, chuẩn bị công kích lần hai, ít nhất phải đánh con boss kia mất 5% máu. Nhưng lời này vừa nói ra, Lôi Sơn đã giật mình bàng hoàng, tất cả kỹ năng của bọn họ nãy giờ đánh tới lại chỉ đánh được có một vạn sát thương thôi sao? Đoán đúng rồi đó, đám này có thêm trang bị, căn bản không thể phát được phòng ngự của cậu. Đứng trước uy áp này của rồng lớn, Lôi Sơn vẫn không chịu từ bỏ, toàn bộ đội hình giữ vững cho anh ta. Tiếp tục tấn công đi, lượng máu của Hắc Long còn chưa giảm đến 3/4, nó đã không thả kỹ năng nữa rồi, tiếp tục giảm máu nó. Trước mấy cái kỹ năng quèn đang được bắn tới khắp người, Tô Dương cũng là chán chả thèm nói. Giống như là bị một đám muỗi cắn vậy đó, hơn nữa, hướng dẫn đã mất hiệu quả rồi không ngờ vẫn còn đang gõ, xem ra vẫn chưa chết hẳn. Tuy nhiên cũng chỉ đến đây mà thôi. Ngay lúc này, Tô Dương liền đập cánh mà gầm lên,
Cự long gầm lớn, cứ thế đám người kia liền bị bao trùm trong lửa lớn, xem ra cho dù là công hội cấp A cũng không phải là đối thủ của cậu. Lọng khọng đứng dậy sau đòn phản công của Boss, Lôi Sơn vẫn không thể tin được, kỹ năng, vì sao nó lại thả kỹ năng trong lúc này chứ? Mau chóng hồi phục trạng thái, sau khi Boss thả kỹ năng thì sẽ đông cứng, tiếp tục ra chiêu. Nhưng khi Lôi Sơn quay đầu, tất cả đồng đội của anh ta đều đã gục cả rồi, không những vậy bên cạnh còn là ánh mắt khinh thường của Boss. Tại sao con Hắc Long này rõ ràng thả kỹ năng rồi lại không bị đông cứng chứ? Không để cho thanh niên kia thắc mắc thêm nữa, Tô Dương liền há to miệng ra, từ bên trong cuống họng đã chuẩn bị sẵn lửa đỏ, hắc diệm thổ tức thiêu rụi tất cả. Cho tới lúc bị lửa đỏ bao lấy, Lôi Sơn vẫn cố gắng nói với Tô Dương, anh ta và Boss như cậu vẫn chưa xong đâu. Kẻ xâm nhập đã bị tiêu diệt toàn bộ, chúc mừng ký chủ, bây giờ bắt đầu tiến hành chuyển hóa kinh nghiệm. Cái này là gì đây? Đang nhập vào lẽ nào là điểm kinh nghiệm sao? Kết thúc rồi á hả? Ngay sau đó, những tiếng tinh tinh liên tục vang lên, giết được hủy diệt lôi điện sứ Lôi Sơn cấp 99, nhận được 1987631 kinh nghiệm, giết được phong đa trùng tạ thủ Triệu Minh cấp 95, nhận được 186.123 kinh nghiệm, trị liệu thánh kỵ sĩ tiền nguyên cấp 94, nhận 177.633 kinh nghiệm, thánh quang đại khiên sĩ Lý Đan cấp 93, nhận 16.321 kinh nghiệm. Cứ như thế, những tiếng thông báo liên tục vang lên, thanh trên đầu của Tô Dương theo đó cũng quá tải mà nổ ra. Tổng cộng lần này cậu đã đạt được 99 vạn điểm kinh nghiệm, cấp bậc tăng từ level 1 lên 20, đạt đến giới hạn của giai đoạn 1. Vì kinh nghiệm quá nhiều, hao tổn 40%, mức dự trữ kinh nghiệm trước mắt còn 43 vạn, nhanh chóng chuyển chức vị. Thật không ngờ còn có thể dư ra kinh nghiệm nữa sao, thế này sau khi chuyển chức cấp vẫn còn có thể tăng nữa đó. Tô Dương thậm chí trong hôm nay có thể trực tiếp tăng lên cấp 40 giai đoạn 2, tốc độ và hiệu quả này khủng bố quá rồi. Tiếp sau đó, cậu lại thu về được vũ khí cấp kim cương, lời gọi của gió cung dài, trang sức cấp kim cương lời gọi của linh hồn gió, dây chuyền, vật phòng ngự cấp kim cương, giày tốc độ vân lưu, vũ khí cấp bạch kim tế lễ tàn trương pháp trượng, vũ khí cấp bạch kim, hỏa diệm đại kiếm đại kiếm. Nếu như Tô Dương không nhớ sai, cái cung này là vũ khí chính của phó hội trưởng Triệu Minh đó, lần này thợ săn linh hồn mất nhiều rồi. Tuy nhiên chiến sĩ không dùng được, nhưng đem đi bán nhất định được mấy trăm triệu đó, lần này cậu kiếm to rồi. Không những vậy, Tô Dương còn bất ngờ hơn khi thu được mảnh vỡ bảo thạch vô giới, đạo cụ đặc biệt. Sau khi đặt trên một trang bị có thể loại bỏ giới hạn cấp bậc cần có để sử dụng, ngoài ra còn có vũ khí cấp bạch kim hỏa diệm đại kiếm nữa. Cho nên trong số những trang bị cấp bạch kim thì thanh kiếm này thích hợp với nghề nghiệp của Tô Dương nhất, chỉ cần dùng với bảo thạch vô giới. Cho dù cậu mới cấp 20, cũng có thể dùng trang bị cấp bạch kim rồi, có nhiệm vụ chuyển chức này thì không thể giết lung tung được. Lập tức quay trở về hiện tại, lần này Tô Dương hời to rồi, thêm điểm thì phân cho sức mạnh 100, tinh thần 50, tuy nhiên bình thường chiến sĩ không tăng tinh thần. Nhưng cậu có hệ thống đương nhiên không thể bình thường được, giống như mấy cuộn nổ ra trước kia đều có yêu cầu về tinh thần, tăng tinh thần có tác dụng lớn. Lóe lên một ánh sáng rực rỡ, ngay khi xong việc Tô Dương đã cạn lời, cái phòng của cậu tan tác rồi, sau này phải chú ý mới được. Tiếp theo cậu sẽ đến thần điện nhận nhiệm vụ chuyển chức vậy. Lúc này, tại sảnh lớn công hội thợ săn linh hồn, còn chuẩn bị sẵn băng rôn chúc mừng, cô gái tóc vàng vừa nhìn thấy mấy người kia bước ra đã hoảng hốt bịt miệng. Cấp của hội trưởng sao lại tụt rồi, lẽ nào là bị đánh chết hết rồi sao, sao lại như thế chứ, không phải có hướng dẫn của thiên cơ các đưa cho sao. Nghe tới đây, Lôi Sơn lúc này chỉ còn cấp 90 nghiến răng, đừng có nhắc tới chúng, còn Triệu Minh ở một bên thì xuống tới cấp 86 đang nằm trên cán sủi bọt mép rồi. Tất cả trang bị quý hiếm của họ đều là bị mất hết trong phó bản kia. Đường đường là công hội cấp S mà thiên cơ các lại dám bán hướng dẫn giả, anh ta phải đi tìm bọn chúng, quyết không bỏ qua đâu. Tại cô nhi viện Nam Sơn, đứng bên cạnh một ông lão, người kiểm tra không khỏi bất ngờ, cậu thanh niên kia đưa nhầm rồi sao? Nhưng địa chỉ viết ở nơi này mà, người ủy thác lại là Tô Dương, chỉ có điều sao tiền lại nhiều đến vậy chứ? Lúc này, trong lúc ông lão đang mải nói chuyện với người bên cạnh, không để ý thấy tiểu đào đang chạy nhảy một nơi, không may đống hộp gỗ kia liền rơi xuống. Bất ngờ, Tô Dương từ đâu chạy tới, một tay đỡ lấy đống này cho tiểu đào với nụ cười trên môi. Vừa nhìn thấy cậu, đám trẻ con nơi đây vui sướng chạy tới, bọn chúng là nhớ cậu lắm đó. Bước tới bên cạnh Tô Dương, ông lão không khỏi vui mừng, cậu gửi cho ông nhiều tiền như vậy. Nếu đoán không lầm thì cậu chắc được tham gia vào đội công lực phó bản nào rồi phải không, cậu phải cẩn thận đấy, rồi bla bla các thứ. Mà mấy lời ông đoán để là chật lất hết, cậu bán bao nhiêu là chiến lợi phẩm linh thú này, tiền căn bản tiêu không có hết. Tuy nhiên Tô Dương đâu thể nói với ông là do bản thân làm boss đánh đám người chuyển chức được. Nhìn về phía ông nội, Tô Dương vô cùng tự tin, mấy con ma vật cũng nghe lời cậu lắm đó. Bọn chúng không thể đả thương cậu được đâu, cậu hôm nay vẫn phải đến thần điện chuyển chức trước cái đã. Tại sảnh chuyển chức, tin đồn thiên cơ các bán nội dung đều cho công hội linh thú được mọi người bàn tán rầm rộ,
mà chuyện bọn họ thua cuộc trong phó bản ai ai giờ đây đều biết hết rồi. Thiên cơ các sao, hóa là linh thú bọn họ mua công lực của đối phương nên mới dám đi khiêu chiến Hắc Long. Nghe nói thiên cơ các này có đội ngũ công lực lớn các đại lão ngũ chuyển, nếu công lực có vấn đề thì nên sớm quay lại để xác minh và họ sẽ là đối thủ tiếp theo của Tô Dương. Khóe miệng cậu nhếch lên, thiên cơ các chắc chắn không dễ để đối phó, nhưng nếu thuận lợi sớm tiêu diệt bọn họ thì ổn rồi. Còn đang mải mê suy nghĩ, tiếng tên Vương Phi từ phía sau vang lên làm Tô Dương giật mình, sao lại ở đây? Chuyển chức xong rồi còn ra thần điện làm gì? À hiểu rồi, nhất định là không có công hội nào muốn nên muốn tới đây thử vận may đúng không? Nhìn thấy Tô Dương quay đầu lại, tên Vương Phi này liền cười phá lên, hôm qua cậu ta chưa kịp giáo huấn cậu, hôm nay sẽ cho cậu một tay. Hôm qua vì chuyện công đoàn nên Vương Phi kia mới tha, cậu ta đã gia nhập công đoàn rồi, điểm thuộc tính đều được tăng lên, còn học thêm kỹ năng nữa, hôm nay nhất định cho cậu một bài học. Còn chưa nói xong lời này, tên Vương Phi kia đã bị Tô Dương một đấm xúc vỡ alo, toàn thân theo đó mà bay thẳng về phía sau. Ngay khi cậu ta rơi xuống, thanh máu trên đầu đã tụt xuống còn chút ít. Trên mặt tên này có con rồi, cho nên Tô Dương đánh chết hộ hắn thôi, còn mấy tên kia, có muốn cậu đánh hộ rồi không? Nhìn đám hèn hạ đang bỏ chạy trước mặt, Tô Dương chỉ chậc lên một tiếng, cùng với đó là tiếng vỗ tay của một nữ nhân phía sau. Nhìn về chỉ dẫn viên của thần điện chuyển chức, Tô Dương cũng nói thẳng ngay, cậu muốn tiến hành chuyển chức chứ còn muốn làm gì nữa. Lúc này, liếc mắt nhìn về Tô Dương bên cạnh, quét mắt một hồi, cô gái này suy đoán cậu là học sinh mới chuyển chức, nhưng tốc độ và sức mạnh bạo phát vừa rồi. Khá giống với trình độ của chức nghiệp 20 đó, xem ra cậu ta có thể là con cháu đời thứ hai của đại gia tộc nào đó rồi. Thiếu niên như vậy mà trước đây chưa từng nghe nói qua ư, lúc này, cô gái kia liền dẫn Tô Dương đến trước thần điện, đây chính là tượng thần chuyển chức. Tượng thần sẽ tự động kiểm tra chức nghiệp và cấp bậc của cậu, đồng thời cũng phát cho cậu nhiệm vụ chuyển chức, sau khi hoàn thành có thể chuyển chức rồi. Đứng trước bức tượng khổng lồ này, Tô Dương không khỏi lác mắt, nhiệm vụ chuyển giao chức nghiệp của bọn họ ở đây nhìn chung được chia thành 4 cấp độ. Trước khi bắt đầu, thần điện có thể cung cấp cho cậu một số hướng dẫn, dựa trên biểu hiện của cậu, chị gái này khuyên cậu nên nhận nhiệm vụ 3 sao. Nghe tới đây, Tô Dương không khỏi thắc mắc, tại sao lại không phải là nhiệm vụ 4 sao chứ? Đương nhiên là bởi vì độ khó của nhiệm vụ 4 sao rất cao rồi, mặc dù nói như vậy có hơi thất lễ nhưng dù sao chức nghiệp của Tô Dương cũng chỉ là một chiến binh tương đối yếu. Và cậu còn phải một mình hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức nữa đó. Nhiệm vụ chuyển chức là nhiệm vụ cả đời, nếu lựa chọn độ khó 4 sao sẽ không thể vượt qua, đồng thời sẽ đối mặt với nguy cơ không thể chuyển chức cả đời đó. Hóa ra là như vậy, Tô Dương đã hiểu sơ qua rồi. Đứng đưa tay về tượng đá trước mặt, kiểm tra nhu cầu chuyển chức nghiệp chiến sĩ, cấp độ 20, hiện ra 4 nhiệm vụ chuyển chức từ 1 đến 4 sao, độ khó theo đó cũng tăng dần. Ngoài ra, bên dưới cùng còn có nhiệm vụ 5 sao nữa. Địa điểm của nhiệm vụ này chính là Lãnh Nguyệt Tùng Lâm, tiêu diệt 10 con cấp 20 thường tra lang, 10 con cấp 20, tinh anh, bạo lang, 1 con cấp 20, boss lang vương, thông qua nhiệm vụ 5 sao sẽ được hưởng một phần thưởng đặc biệt của thần điện. Không phải chỉ có 4 cấp độ thôi sao, sao lại có nhiệm vụ 5 sao chứ, đặc quyền của thần điện là gì? Quả đúng là nơi này có nhiệm vụ 5 sao, nhưng nhiệm vụ độ khó cực cao, toàn bộ Hoa Quốc đã rất nhiều năm không có người nào dám tiếp nhận. Đặc quyền cụ thể chị gái này cũng không rõ nữa, chỉ có sở đại tế của thần điện mới biết được. Sau khi kỷ nguyên chuyển chức mở ra, thực lực của mỗi quốc gia đều là do người chuyển chức quyết định. Thay vì để các chuyển chức giả có tiềm năng dừng lại mãi ở cấp độ 20 do lựa chọn sai lầm, đất nước và thần điện mong muốn đào tạo thêm nhiều chuyển chức giả cấp cao hơn. Nhiệm vụ 5 sao này độ khó cao khủng khiếp, không chỉ phải giết nhiều quái khó như vậy, còn muốn một mình giết boss, còn không cho người dẫn đi. Không thể sử dụng đồ giao dịch trong tay, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, một khi không vượt qua được nhiệm vụ, sẽ bị kẹt ở cấp 20 suốt đời. Tuy nhiên, 100 điểm tinh thần này và việc chuyển chức nghiệp thành ma chiến sĩ vẫn rất quan trọng đối với Tô Dương và đặc quyền của thần điện này. Sau một hồi suy nghĩ, cô gái kia còn đang cười tươi, thì tức thì đứng hình xịt keo, vâng không sai đâu, tên nhóc thối kia đã chọn nhiệm vụ 5 sao lận đó. Nhiệm vụ 5 sao đã được nhân, thời gian hoàn thành trong 72 tiếng, bản đồ nhiệm vụ đã được phát. Còn chưa kịp bất ngờ, khắp người Tô Dương đã bùng lên ánh sáng rực rỡ, cậu đã xem nhiệm vụ rồi và thấy nhiệm vụ này phù hợp với cậu hơn nó. Và cô đừng lo, không có cái chuyện cậu thất bại ở đây đâu, Tô Dương sẽ sớm trở lại để trả nhiệm vụ và cậu cũng rất muốn biết đặc quyền của thần điện rốt cuộc là cái gì đó. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên kia rời đi, cô gái này đã bị dọa cho sợ xanh mặt, sao lại có người dám tiếp nhận nhiệm vụ 5 sao chứ? Có phải tiểu tử này bị ngáo đá rồi không? Cô phải nhanh chóng báo cáo cho tế tự đại nhân mới được. Tại thành phố Đông Linh, trung tâm truyền tống Tô Dương đang phải chờ dài cổ ra chỉ vì lỗi hệ thống vẫn chưa thể tiến vào phó bản được. Thôi thì cũng không cần vội, trước tiên xem tới rừng Lãnh Nguyệt thì nên đi như nào cái đã. Ở bên này, Từ Nhan, thành viên của công hội U Vũ cấp B, không khỏi tỏ ra chán chường.
Mấy cái thành phố bé tí này đến cả trận pháp truyền tống cũng xảy ra lỗi. Tiểu Thiến theo sát chị đừng để bị lạc. Lúc này, đi theo chị gái. Cố Tiểu Thiến bất giác nhìn thấy bóng hình Tô Dương ở một bên, cứ vậy mà bị chị gái trêu chọc. Người kia chỉ là bạn của cô mà thôi. Nhưng bạn mới chuyển chức của cô ư, cổng truyền tống bên đó không phải là để tới rừng lãnh nguyệt sao, chỗ đấy toàn mấy con quái cấp 20 thôi đó, tân thủ sao có thể có mặt được chứ. Bất ngờ, tiếng hệ thống vang lên thông báo cổng truyền tống đã có thể sử dụng, nhìn bóng dáng Tô Dương bước vào phó bản kia. Cố Tiểu Thiến có chút lo lắng, chẳng lẽ Tô Dương đi nhầm chỗ rồi sao, tệ quá đi, lỡ có đi qua thì cậu ấy tiêu mất. Nhưng còn chưa kịp chạy tới nhắc nhở người trước mặt, Tô Dương đã thẳng thừng đi vào bên trong phó bản, trực tiếp bước vào rừng rậm lãnh nguyệt. Nhìn xung quanh nơi này, Tô Dương chẳng thấy bóng dáng của ai cả, chẳng lẽ đã tản ra để dọn quái rồi sao? Vừa mới nói tới đây, Tô Dương bất ngờ bị công kích, trước đòn tấn công của con sói từ đâu đầu xuất hiện, cậu đã né tránh vô cùng chuyên nghiệp. Mấy con quái trong nhiệm vụ chưa gì đã gặp rồi sao, đối phó với loại quái vật này, nếu chỉ dựa vào mỗi sức của cậu, không sử dụng đạo cụ hay trang bị. Quả thực cũng rất khó khăn, nhưng mà trang bị cậu dùng đều là trang bị rơi ra mà cậu đã khắc khổ đánh để lấy được đó. Lấy ra kiếm hỏa diễm, Tô Dương liền chỉ về phía quái, vốn dĩ với cấp độ hiện tại của cậu, thì cậu hoàn toàn không thể sử dụng vũ khí này, nhờ viên ngọc rơi ra từ linh thú cậu có thể dùng trang bị cao cấp hơn. Trong quá trình đục lỗ, Tô Dương đã phải giáng một đòn mạnh và làm vỡ rất nhiều đá đục lỗ cao cấp. Ban đầu bán một số chiến lợi phẩm không dùng được kiếm được 100 triệu, nhưng giờ cũng chỉ còn lại 60 triệu. Tuy nhiên, chỉ cần bán cây này đi thì tiêu chút đấy cũng chẳng lo, mà tới lúc đó có khi Triệu Minh tự mình lấy lại cung ý, anh ta sẽ trở thành chúa hề luôn. Lúc này, trước sự tấn công ác liệt của đám quái xung quanh mình, Tô Dương liền mở ra khiên bảo vệ bản thân trước mấy đòn tấn công kia, sau đó một kiếm vung tới đã thổi bay cả đám quái hung tợn. Mấy con sói này tự tìm tới cửa thì cũng tốt thôi, để cậu tìm từng con một thì cũng phiền phức lắm, mời chúng tới đây vẫn là tốt hơn nhỉ. Ngay sau đó, Tô Dương từ trong tay liền ném về phía trước dẫn quái thạch, nó là đồ rơi ra từ những con boss cấp thấp, có thể thu hút những quái vật thường và tinh anh ở khu vực hoang dã. Chỉ trong vòng 5 phút, cả một đàn quái thường cấp 19, Thương Lang đã tiến tới chỗ của Tô Dương đang đứng. Nhưng đối diện với số lượng đông đến ngỡ ngàng như này, Tô Dương lại chẳng có chút bất ngờ, cứ thế mà bắt cả đám chúng mày vậy. Không chần chừ thêm giây phút nào, Tô Dương liền lấy ra trước mặt cuộn phép kỹ năng dùng một lần cấp đặc biệt. Hỏa diễm tế lễ, cấp kỹ năng 70, hiệu quả khiến toàn thể kẻ địch xung quanh người dùng chịu sát thương của lửa. Chỉ dùng có một trang bị này, khi Tô Dương vung đòn tấn công, ngọn lửa hừng hực đánh tới, thiêu rụi đám quái chỉ trong giây lát, thu về hàng nghìn điểm kinh nghiệm. Nhưng nếu đơn giản như vậy thì chẳng còn gì để xem cả, Tô Dương còn tưởng bản thân chỉ một đòn đã tiêu diệt được hết đám quái kia. Ai ngờ đâu số lượng càng lúc càng đông, đã hơn 100 con bị tiêu diệt, chẳng lẽ toàn bộ quái của khu rừng bị dẫn tới đây sao? Vậy thì cậu cũng dùng số lượng để đáp trả vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau. Lúc này, ở một bên khác, một đội thức tỉnh giả vừa đi vừa hậm hực, chuyện gì mới xảy ra ban nãy vậy chứ? Bình thường ở đây nhiều quái lắm mà, đi được 2 km rồi, mà một con quái cũng chẳng thấy đâu. Vừa rồi bọn họ mãi mới gặp được một con, cuối cùng nó còn không thèm nhìn qua mặt đã chạy thẳng đi hướng khác, mẹ nó khó hiểu thật sự. Càng nói càng khó hiểu, quái ở đây sức tấn công cao, sao lại vừa gặp người đã chạy rồi nhỉ, có ai giải thích được cho bọn họ không chứ? Bất ngờ, một anh trai đi trên liền hét lên, sau một hồi vắt hết chất xám của bản thân ra suy luận, thì anh ta đoán rằng nhất định có người dùng dẫn quái thạch, thu hút tất cả quái vật đến chỗ bản thân mình. Mẹ ơi, sao lại có đứa ngu như thế chứ? Lại muốn làm đồ ăn cho quái hả? Không biết xấu hổ là gì sao? Thằng danh con đó, bọn họ phải tìm thấy kẻ cướp quái của mình, tự bản thân chiếm hết như thế, đúng là quá vô liêm sỉ. Trong lúc tên đó làm nhiệm vụ một mình thì bọn họ phải qua đấy dạy cho đối phương một bài học, ra ngoài này sử dụng dẫn quái thạch là đang sỉ nhục các anh chị em ở đây hay sao? Lời này vừa mới dứt, một cột lửa khổng lồ liền bùng lên trước mặt tất cả, gió lớn theo đó thổi khói bụi tung bay mù mịt, vãi đạn, dao động pháp thuật kiểu này. Thì chỉ có thể từ mấy lão gia pháp sư tam chuyển đúng không? Tôn đại thần nào lại tới mấy khu cấp thấp này kiếm nguyên liệu vậy chứ? Cả cái chỗ này sắp bị hắn chiếm hết rồi còn đâu? Ở bên trong cột lửa ban nãy, Tô Dương vô cùng tự tin, nhiệm vụ giết mấy con tạp binh xong rồi, còn mỗi con boss mà thôi đó, Thương Lang Vương. Nhiệm vụ chuyển chức lần này sao mà đơn giản quá vậy? Tô Dương cứ có cảm giác bản thân cậu đang hơi gian lận chút đó. Tại động phủ Lãnh Nguyệt, môi trường sống của boss Thương Lang Vương yêu cầu cấp độ tổ đội 3 người trên cấp 20. Ở bên dưới gốc cây lớn, ba tên chuyển chức giả lần lượt thò đầu ra, cuối cùng bọn họ đã đến động của boss rồi, mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Chỉ cần Trương Lai đây mua cho tên Lý Tam này hợp chất sức mạnh sơ cấp, anh ta chắc có thể gánh được lâu thêm chút đó. Nghe thấy Lý Tam nói không khỏi ngứa đít, Triệu Ngũ lập tức mở mồm, mới có nhất chuyển, còn chưa thử kỹ năng mới, không biết có mạnh không. Nhưng Trương Lai vô cùng tự tin,
Thương Lang Vương nhất định sẽ rớt Thương Lang Vương tinh hạch, có nó là có thể rèn luyện pháp trưởng cấp bạc của anh ta, cũng đủ cho anh ta dùng đến cấp 40 rồi đó. Lý Tam ở phía trước đỡ đòn, Triệu Ngũ thì cùng với Trương Lai đây ở phía sau toàn lực công kích, chuẩn bị xong thì lên liền luôn cho nóng. Nhưng mọi dự tính mãi chỉ là dự tính khi ba người này thấy bóng dáng Tô Dương bước tới nơi này. Tên tiểu tử kia nom ra thì cũng là học sinh đó, chắc không thể nào cướp đồ được đâu, đây có vẻ như là bị đi lạc rồi. Nhưng chẳng phải thế thì tốt sao, tát mạnh cái bốp vào đầu tên Lý Tam bên dưới, Trương Lai vô cùng hài lòng. Để thằng nhóc đó làm mồi nhử trong đợt kỹ năng đầu tiên của Boss, thì xông vào cướp chiến lợi phẩm, cái đó chẳng phải nhanh gọn hơn sao. Kế hoạch cứ vậy được lên ra, chỉ tiếc rằng còn chưa kịp thực hiện, mặt đất xung quanh đã rung lên liên hồi. Bởi vì số lượng lớn Thương Lang trong Lãnh Nguyệt đã tử vong, khiến cho Thương Lang Vương phẫn nộ. Nhìn thấy con Boss to bằng cả cái tòa cao ốc trước mặt, ba tên này liền há hốc mồm kinh ngạc, khiếp thật, sao con Boss lại phát điên như vậy chứ, bọn họ lẽ nào đáng sợ làm sao? Không núp ở một bên quan sát nữa, Trương Lai lập tức bước lên, đã chơi thì sợ cái gì, sợ thì đừng chơi nữa. Chẳng nhẽ bọn họ cả ngày rời ở đây để công cốc hết à, đợi tới con Boss được reset thì cũng chưa chắc đã tới lượt đâu. Nhưng bước đi chưa được mấy bước, Trương Lai kia đã đứng lại mồm há to kinh ngạc, trước mắt cả ba người Tô Dương chỉ một kiếm vung lên, lửa đỏ theo đó bùng lên dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, To Dương vậy mà tiêu diệt được Boss lớn, nhận về 30.000 điểm kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 5 sao, nhanh chóng quay về thần điện để hoàn thành chuyển chức. Cứ như thế, trước ánh mắt thất thần của Trương Lai, Tô Dương đã thu về cho mình Thương Lang Vương tinh hạch, ma thú tinh hạch ẩn chứa ma lực, có thể dùng để cường hóa vũ khí cấp bạch ngân. Ngay khi thấy Tô Dương định rời đi, Trương Lai kia lập tức đứng dậy lên tiếng gọi lại, nếu như không cần thì có thể cho anh ta không. Nghe tới đây, Tô Dương liền quay đầu lại mà nhếch miệng, thằng nào lúc nãy định cho cậu làm mồi nhử ấy nhỉ? Chẳng nói chẳng rằng, ngay trước mắt Trương Lai, Tô Dương lập tức bóp vỡ tinh hạch kia trong tích tắc, cuối cùng quay lưng bỏ đi. Lúc này, quay trở lại thần điện, tiếng nữ hướng dẫn lập tức vang lên khó tin, Tô Dương vậy mà quay về nhanh như thế sao, thật sự là đã làm xong nhiệm vụ chuyển chức 5 sao này rồi cơ á, Diệt Lý. Không thể nào, cho dù có bốc phét thì cô gái này cũng không thể tin được, Tô Dương kia mới nhận nhiệm vụ sáng nay thôi mà, mới qua có mấy tiếng thôi sao có thể chứ. Nhưng sau khi check hệ thống, cô không khỏi ngỡ ngàng, lại còn chỉ trong một ngày hoàn thành luôn ạ, thật sự khiến người khác tưởng lừa đảo đó. Nhưng hệ thống này không có vấn đề gì, cũng có nghĩa là tiểu tử kia đường đường chính chính vượt qua nhiệm vụ mà thậm chí còn không nhận tổn thương nào. Cho tới lúc này, khi bước chân dẫn Tô Dương đi chuyển chức, cô gái này vẫn còn đang chìm trong sự khó ngờ, cũng may cô đã báo trước với tế tự đại nhân rồi. Tài năng như vậy phải được giáo hội sử dụng, không những thế cậu trai kia nhan sắc cũng không tầm thường, không biết tí nữa cô có xin được info không đây. Bước tới bức tượng khổng lồ quen thuộc, Tô Dương chỉ cần đi lên, thần điện ngay lập tức kiểm định nhiệm vụ hoàn thành cho cậu ngay lập tức. Ngay khi Tô Dương bước lên, những nguồn sáng lớn liền bắn ra bao bọc khắp thân thể cậu, kiểm tra nhiệm vụ chuyển chức, tiêu diệt Thương Lang Thường Bạo Lang, Tinh Anh, Thương Lang Vương, Boss, nhiệm vụ được thông qua. Ngay sau thông báo này, những luồng sáng kia bất ngờ bắn thẳng vào lồng ngực của Tô Dương, cậu có thể cảm giác một cách rõ rệt có một nguồn sức mạnh đang chảy trong cơ thể này của bản thân. Nhìn vào bàn tay trước mặt, ánh sáng hào quang của chuyển chức đã hiện ra. Hào quang chuyển chức này là phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Tùy theo cấp độ nhiệm vụ mà màu sắc và phần thưởng thuộc tính của nó cũng khác nhau. Hào quang trắng hoàn thành nhiệm vụ 1 sao, tăng 2% thuộc tính. Hào quang xanh lá hoàn thành nhiệm vụ 2 sao, tăng 4% thuộc tính. Hào quang xanh lam hoàn thành nhiệm vụ 3 sao, tăng 6% thuộc tính. Hào quang tím hoàn thành nhiệm vụ 4 sao, tăng 10% thuộc tính. Nhưng đối với nhiệm vụ 5 sao, chỉ có một mình Tô Dương mới có thể nhận được hào quang màu cam hàng đầu, tăng 25% cho các thuộc tính cơ bản. Người chơi Tô Dương đã chuyển chức thành công thành ma chiến sĩ, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 5 sao, kích hoạt hào quang cam. Ma chiến sĩ này là chức nghiệp đặc biệt của chiến sĩ, sở trường là kỹ năng vật lý cận chiến cùng với kỹ năng pháp thuật đa dạng, sức mạnh thực lực to lớn. Điên cuồng tăng cấp, nhất chuyển kết thúc, mở giới hạn cấp tới level 40, kiểm tra kinh nghiệm tàn 446.000 điểm, cấp độ tăng lên level 34, nhận được 210 điểm thuộc tính. Đạt cấp 34 ngay lập tức, cộng thêm hào quang màu cam và hỏa diệm đại kiếm. Đây không phải là bảng thông tin mà người bình thường ở cấp độ này có thể có được, thích thật đấy. Mà phần thưởng lần này không chỉ có vậy, Tô Dương còn nhận được thêm cuốn sách kỹ năng sử thi của nghề ma kiếm sĩ, bên trong học được kỹ năng ma đao, ngưng tụ ma lực thành vũ khí. Không chần chừ thêm một phút nào, Tô Dương liền phóng ra ma lực dồi dào của bản thân, sau đó nắm chặt lấy nó, không hổ là nhiệm vụ cấp 5 sao mà. Mà lúc này, nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh nhắc nhở việc cậu sẽ trở thành khách VIP của thần điện chuyển chức. Mà phần thưởng VIP kia còn chưa kịp nói ra, một tiếng người khác đã vang tới, không có cái gì là tất yếu cả. Về những vấn đề liên quan đến VIP, hãy để Bạch Linh đây, tư tế cấp cao của thần điện sẽ giải đáp. Bước tới trước mặt Tô Dương,
Bạch Linh liền đưa tay của mình ra lịch sự chào hỏi, cả hai vẫn nên vào phòng VIP rồi nói chuyện à. Chỉ đợi Tô Dương đồng ý, cánh cổng không gian bất ngờ mở ra, thoát một cái cả cậu với tư tế kia đã bước vào trong phòng. Một vị tư tất cấp 3 của thần điện lại có thể sử dụng dịch chuyển không gian sao, thật sự quá sức tưởng tượng. Nhưng Bạch Linh không dám nhận bản thân mạnh như Tô Dương đang nghĩ về cô đâu, người khiến cho người khác phải kinh ngạc, chính là cậu đó. Theo ghi chép thì thành phố Đông Linh từ trước tới nay chưa có người nào chuyển chức 5 sao, cậu chính là số hiếm đó. Theo các quy định của thần điện chuyển chức, những chuyển chức giả đã hoàn thành nhiệm vụ 5 sao có thể được hưởng lợi ích như mức trợ cấp của quốc gia sẽ là 10 triệu tệ tháng, nhận được thẻ chứng nhận thân phận Hắc Kim của Liên minh X, được giảm giá 20% sau khi mua hoặc giao dịch. Vãi bíp thật chứ, chỉ sau một lần chuyển chức Tô Dương lại nhận được nhiều tiền đến như vậy, cậu chính là chưa có ngờ tới đó. Ngoài ra, cậu cũng có thể chọn tham gia bất kỳ công hội nào trong thành phố này nữa. Và đương nhiên là không bắt buộc đâu, nhưng nó chẳng phải là một lựa chọn tồi. Quả thực, người chơi solo rất dễ bị người khác hội đồng, đặc biệt là người tăng cấp nhanh như Tô Dương đây. Người chơi cấp thấp thì không nói, nhưng nếu gặp người chơi cấp cao, có lẽ sẽ hơi nguy hiểm, có công hội bảo vệ cũng không tệ. Và mục tiêu của cậu không chỉ là ở thành phố Đông Linh này, gia nhập công hội chỉ là bước đầu tiên. Cậu muốn lấy nó làm điểm khởi đầu để phát triển sức mạnh của bản thân và một ngày nào đó trở thành vị vua thống trị thế giới. Theo như tư tế kia giới thiệu cho Tô Dương, công hội xứng đáng với năng lực của cậu không ai khác ngoài linh thú cả. Bất ngờ chưa? Công hội còn lại là U Vân, bên luôn cạnh tranh với linh thú. Nghe tới đây Tô Dương ngay lập tức chọn công hội này, mặc kệ Bạch Linh có thắc mắc. Ok, công hội nào cũng được cả, chỉ có điều, Bạch Linh vẫn nhắc nhẹ Tô Dương biết U Vân này là công hội toàn nữ đó, cậu có chịu được không đây? Tại thành Thiên Linh công hội U Vân, Lâm U Vũ cùng với Lâm U Vân đang ngồi nói chuyện với nhau thì bóng dáng U Nhan đẩy cửa bước vào. Phía sau lưng lại mang theo em gái mình là Tuyết Thiến, cô chính là thành viên mới vào của công hội này đó, không những vậy cô còn có chức nghiệp là Pháp Sư Băng. Lúc này, trong lúc tất cả mọi người đang mải mê chào hỏi người mới, tiếng Lâm U Vân ở một bên liền hét lớn lên lập tức thu hút U Vũ chạy tới. Tin sốc đây, công hội của bọn họ vậy mà lại có một tên đàn ông đến gia nhập đó. Bây giờ trong công hội đều đang náo loạn lên hết, mọi người đều đang thảo luận về một người đột nhiên từ trên trời rơi xuống này, cô hỏi cũng không ai chịu trả lời hết. Công hội này không phải chỉ ra hạn chế thu nữ sinh thôi sao, lẽ nào là bên dưới làm nhầm rồi. Nghe tới đây cũng làm cho U Vân đau cả đầu, người này là do thần điện chuyển chức chỉ định đó, cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 5 sao. Được thần điện chuyển chức công nhận là VIP đó, có thể tùy ý lựa chọn một bang hội cấp A để gia nhập và đương nhiên cô không có quyền từ chối. Trước lời này, cả U Nhan lẫn Tuyết Thiến đều bất ngờ đến há hốc mồm, nhiệm vụ chuyển chức 5 sao sao. Nhiệm vụ biến thái đó vậy mà thật sự có người có thể hoàn thành ư, nhưng thắc mắc ở chỗ, sao tên kia lại không chọn linh thú chứ? Ai mà biết được dụng ý của tên này, thôi, chuyện của cái tên Tô Dương kia cứ để sau đi. U Vân sẽ hẹn gặp cậu trước, dù có vào hội rồi nếu như có làm bậy, thì cô cũng có cách để đuổi cậu ra. Giật mình trước cái tên này, Tuyết Thiến liền xác nhận lại với hội trưởng trước mặt, cô quả thật có một người bạn tên Tô Dương. Nhưng hôm qua cậu ấy mới chuyển chức thôi, có lẽ cũng phải là cấp một giống cô mới đúng chứ, chắc chỉ là trùng tên mà thôi. Bất ngờ, một người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cô vừa nhận được tin tức chính xác, công hội linh thú bị tiêu diệt cả đoàn trong phó bản Hắc Long rồi. Theo như Mộ Dung Tuyết nghe nói, cô không rõ đám linh thú kia làm cái khỉ gì, nhưng bị diệt đoàn là chuyện 100% đó. Thật không ngờ linh thú vậy mà cũng có thể bị lật xe, xem ra kế hoạch công lược rừng cự nhận của U Vân vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ngoài ra, vũ khí của tên Triệu Mình kia hình như cũng rớt mất rồi. Mộ Dung Tuyết thấy trong cửu bảo các hiện đang có một thanh bảo phong chi hoàng đang được đấu giá. Hiện tại, toàn bộ thiên linh thị chỉ có một người trả giá, chắc chắn là người của linh thú đó. Đoán thử xem Dung Tuyết đây đã làm gì, đương nhiên là tăng giá lên thật cao, khiến cho linh thú kia phải chịu một trận thua đau. Hát xì một tiếng rõ lớn, Triệu Minh không biết đứa nào đang nói xấu mình, nhưng hiện tại anh ta chính là khóc không thành tiếng, hàn băng ma nữ ư, anh ta quyết không đợi trời chung đó. Còn Lôi Sơn thì khỏi nói, anh ta hiện tại cũng rối rắm không kém, người bán này cũng chẳng thể liên lạc được, 1,4 tỷ sao, phí của công hội bọn họ, nghĩ tới thôi là xót rồi. Lập tức tung chân đá đít Triệu Minh ở bên cạnh, mau chóng đứng dậy đi, còn muốn quỳ tới bao giờ chứ, trang bị mua về rồi, tiếp theo nên bàn chuyện chính thôi. Ngồi vào trong bàn họp, Chu Thái ngồi giữa lập tức lên tiếng, theo như tên kia nói thì công lực của bọn họ có sai sót sao. Nực cười, bọn họ đã phá đảo bí cảnh Hắc Long Bích Lũy này ít nhất 5 lần trở lên, trên cơ sở đó mới tổng hợp thành hướng dẫn này. Bọn họ đã kiểm tra cẩn thận từng khâu, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, Lôi Sơn có chắc chắn đã thực hiện từng bước theo hướng dẫn của bọn họ chứ. Trước lời xác định chắc nịch này, Lôi Sơn một mực xác nhận bản thân cùng đội đã thực hiện y như hướng dẫn. Bọn họ đều hành động theo hướng dẫn của Thiên Cơ Các, nhưng hành vi của con Hắc Long này thực sự có vấn đề lớn, hoàn toàn khác so với mô tả trong hướng dẫn.
Tất nhiên là Lôi Sơn không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của các vị đây, nhưng anh ta dám thề rằng những lời bản thân nói không hề dối trá. Nếu không, lẽ nào anh ta lại dùng cả đoàn chủ lực của công hội bị diệt một lần để lừa các vị sao? Trước lời này, tên Lưu Từ liền tung tung thanh kiếm trên tay, mắng linh thú kia chỉ là một đám phế vật, cơm đã đưa tận miệng rồi mà không biết nuốt, bây giờ còn muốn đến đây gây sự với bọn họ sao? Trước thái độ hai bên căng thẳng, Chu Thái cũng lên tiếng phân xử, Thiên Cơ Các từ trước tới nay luôn coi trọng chữ tín, tuyệt đối không đưa sai bất kỳ thông tin sai lệch. Nếu như lời Lôi Sơn nói là đúng, ông ta sẽ cho người đi điều tra lại, nếu sách lược không sai thì chỉ có thể chứng minh hội trưởng Lôi Sơn đây đã sai ở bước nào đó. Bọn họ sẽ không chịu trách nhiệm, ngày mai bốn người gồm Trương Khả Hân, Trang Trấn, Chu Thái, Lưu Từ sẽ đưa hội trưởng Lôi đây tiến vào bí cảnh kia tìm hiểu thực hư. Nói xong lời này, bất ngờ một luồng hắc vụ dày đặc tỏa ra nghi ngút trong không gian khiến cho tất cả phải cảnh giác. Thấy như vậy, Chu Thái cũng đứng dậy ngăn Lôi Sơn với đồng đội lại. Người đó là Trần Luân tiên sinh của Tổng bộ Thiên Cơ Các đó, hay nói cách khác là đại lão của Tổng bộ. Lúc này, Trần Luân tiên sinh với vẻ ngoài kỳ lạ liền lên tiếng gọi Chu Thái. Có lẽ ông ta đã từng nói nếu như muốn đi Hắc Long Bảo Lũy phải thông báo cho ông ta chứ. Và đương nhiên Chu Thái không cần nói thêm gì cả, ngày mai ông ta sẽ đi cùng luôn. Nói tới đây Trần Luân không khỏi liếm mép, thật là một linh hồn ngon lành mà, mỗi lần thu hoạch đều khiến bảo bối của ông ta mạnh mẽ hơn. Dù giết nó hàng vạn lần cũng không đủ, Hắc Long thân yêu, ông ta lại đến giết ngươi nữa đây. Trước lời này, Lôi Sơn trong phút chốc bất giác lộ ra nụ cười sung sướng, năm cao thủ ngũ chuyển, còn có cả cao thủ của Thiên Cơ Các đi cùng. Nếu có thể thuận lợi tiêu diệt được Hắc Long, còn nếu bọn chúng bị Hắc Long diệt sạch thì cũng đáng đời, mặc kệ có hướng dẫn thật hay giả. Tổn thất của anh ta nghiêm trọng như vậy, thế nào cũng khiến cho đám hướng dẫn tự cho là đúng này phải trả giá đắt. Lúc này, nằm phịch xuống giường Tô Dương không khỏi chán nản, đúng là công hội toàn nữ mà, kênh trò chuyện cứ rôm rả mãi không thôi, mà hơn nửa đều nói về cậu nữa chứ. Nhưng vấn đề này chưa quan trọng, hiện tại vũ khí tiếng gọi bão tố kia cuối cùng cũng có người ra giá rồi. Ngay khi nhìn bảng thông báo trước mặt, Tô Dương bất ngờ đến ngã ngửa, nào là tinh linh quý công tử rồi hàn băng ma nữ liên tục tranh nhau ra giá. Hai người này là có thù với nhau sao? Ôi, bây giờ hơn 1,4 tỷ rồi đó, thật sự phải cảm ơn hàn băng ma nữ giấu tên giúp cậu nâng giá nhá, lần này lãi to rồi. Vừa mới nhắm mắt định đi ngủ, Tô Dương bất ngờ bật dậy khi nhận được thông báo, kiểm tra thấy chuyển chức giả khiêu chiến bí cảnh. Năm người công hội cấp S, đoàn thám hiểm, một người công hội cấp A linh thú, cậu có muốn tiến hành kết nối không? Đứng trước bảng thông báo chết chóc này, Tô Dương khí thế lại sôi lên sùng sục, bất kể đám người này có mục đích gì. Chỉ mang 6 người tới, hẳn là tự tin tuyệt đối với thực lực của mình, vậy thì cậu cũng không khách sáo nữa. Xác nhận kết nối với Boss, bắt đầu đi, khiên chiến kiêm chức lần 2 của ta. Ngay lúc này, một lần nữa mở mắt ra bên trong bí cảnh, Tô Dương lại đưa mắt nhìn khắp nơi, quái tinh anh đã giết trước đây cũng được hồi sinh lại rồi, nhưng không có gì đáng kinh ngạc cả. Suy cho cùng Hắc Long Bảo Lũy chỉ là một bí cảnh cấp kim cương, giống như trong game có thể hồi phục lại, chỉ có bí cảnh cấp tinh diệu trở lên mới không có hồi phục thôi. Khẽ liếc mắt nhìn nữ nhân tộc Elf trước mặt, Tô Dương trong đầu đang cười khà khà, cô nhìn như một con thú cưng của cậu vậy. Nhưng bây giờ quan trọng hơn, để cậu xem có ai đến từ đội thám hiểm không nào. Quả nhiên là có tới 5 chuyển chức giả, Lôi Sơn của linh thú cũng tới rồi, xem ra bọn họ quay lại để khắc phục hậu quả do bữa trước đây mà, dịch vụ hậu mãi của đoàn thám hiểm kia tốt thật đấy. Sức chiến đấu lần này của linh thú chắc chắn mạnh hơn lúc trước nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ không lấy được đồ long chi tâm, chắc chắn sẽ không gây quá nhiều sát thương đâu. Để đảm bảo an toàn, cậu vẫn nên thăm dò trước cái đã, tốt nhất không nên bất cẩn với ngũ chuyển chức giả. Lần này để đám quái tinh anh đem theo thổ binh ra ngoài đối phó, Tô Dương lần này lại gọi một con đứng lại để cậu phân PHO. Bước vào bên trong này, những tên chuyển chức giả kia đánh mãi quái cũng thấy chẳng có điều gì khác lạ so với bản hướng dẫn cả. Nhưng thứ trước mặt kia là gì? Khói bụi sao lại mịt mù thế chứ? Đem theo sát khí xông tới, một đám quái đông như quân nguyên tràn ra ảo ạt, bọn chúng quyết tâm không để cho kẻ xâm nhập tiến vào bên trong. Nhìn thấy điều này, Lôi Sơn ở phía sau liền gào cái mồm lên, lúc trước cũng như thế, nhưng số lượng lần này quái lại nhiều hơn nó. Đúng là bất ngờ cho Chu Thái đó, nhưng mức độ này vẫn chưa thể tạo thành mối đe dọa với đoàn thám hiểm bọn họ đâu. Tất cả mau chóng xếp trận, Trần Luân sẽ giữ chân đám quái tinh anh, những người khác ưu tiên tiêu diệt quái nhỏ, sau đó tập trung hỏa lực vào mục tiêu. Nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, đám người bên dưới lập tức phối hợp với nhau, kẻ thì tung ra ám ảnh thu cát, kẻ thì sơn mạch kết giới, kẻ thì cuồng bạo đả kích rồi thánh quang chúc phúc, cứ vậy mà diệt dần đám quái trước mặt. Không hổ là ngũ chuyển đại lão, thực lực quả nhiên như thần tiên hạ phàm. Hơn nữa pháp sư nhìn có vẻ thần bí kia còn chưa ra tay nữa, không đơn giản rồi đây, xem ra Tô Dương lại phải tự thân ra trận rồi. Một lần nữa đập cánh bay lên, Tô Dương lại khiến cho nữ nhân tộc Elf kia không khỏi khó hiểu, con Hắc Long này đã xảy ra chuyện gì? Thái độ lúc mới bắt cô đâu có rõ ràng thế này chứ.
Ở bên kia, Lôi Sơn không ngừng cất lời khen ngợi ngũ chuyển đại lão đây thực lực phi phàm, chỉ là không có tình huống này trong công lược nhỉ. Tới đây Chu Thái cũng phải công nhận lời người kia nói, đợi phó bản kết thúc rồi nói tiếp. Mà Trần Luân hiện tại đứng ở một bên không ngừng lẩm bẩm, mấy con quái nhỏ cũng không xử lý nốt, còn tự xưng là công hội chưa bao giờ thất bại, nực cười thật nhỉ linh thú. Nghe tới đây, Lôi Sơn cũng không thể công hội của mình bị nói ra nói vào, sức mạnh của công hội bọn họ trong mắt ông có lẽ không đáng nhắc đến. Nhưng công lược lần này quả thực có vấn đề đó, thân là ông chủ của Thiên Cơ Các, ông nên công bằng. Nhưng còn chưa kịp nói xong, Trần Luân kia đã nở ra nụ cười u ám như xác chết của mình. Dám to gan tra hỏi lão ta sao, nói thêm hai câu nữa, lão sẽ cho thêm mẫu vật là con người vào trong bộ sưu tập đấy. Đến lúc này, Chu Thái liền chắn trước mặt Lôi Sơn mà trấn an người kia, tuy không mấy hài lòng với đối phương, nhưng Lôi Sơn lần này chỉ biết nhịn xuống, đợi khi thấy Hắc Long xem có còn cười nổi không. Bất ngờ, bóng tối liền bao trùm lấy tất cả, Lôi Sơn theo đó hoảng hốt tới độ ngã ra đất. Boss vậy mà thực sự hành động trước rồi kìa, linh thú không lừa gạt bọn họ chút nào. Đứng trước thứ sức mạnh khủng khiếp này, Chu Thái liền ra lệnh cho toàn đội vào vị trí, cả người toát ra cùng bạo huyết mạch. Cứ như thế, mấy con người kia liền xông tới tấn công Hắc Long trước mặt, nào là cuồng nộ đả kích, ảm ảnh kỳ tập, địa liệt dư sơn, thánh quang kích lưu đều đánh đủ, nhưng với chút đả thương này, Tô Dương còn không thấy ngứa huống chi là đau. Quả nhiên, chỉ cần có thiên phú giảm thương, kể cả có là ngũ chuyển chức giả cũng không gây ra nổi sát thương cao. Lúc này, Chu Thái ở bên dưới liền song lên, ông ta cũng biết rõ boss kia có búp giảm thương trên người, bọn họ cứ đánh từ từ không vội. Còn quật đuôi ngay đầu trận ấy hả, bọn họ đã đoán trước được rồi. Ô đoán được luôn sao, thế có đoán ra tại sao Tô Dương lại làm như thế không nhỉ? Bất ngờ, từ hàng sau lưng, Tô Dương liền tấn công tới, cự long xung kích. Nhưng đối diện với đòn này, mấy tên kia hoàn toàn có thể dùng trang bị mà đỡ được, tiếc thật đấy, rõ ràng còn có hội tốt giết hàng sau mà. Lúc này, tên Lưu từ đâu lướt ra phía sau lưng Tô Dương định đánh lén, âm ảnh liệp giả hình thái, sau đó liền đánh mạnh vào gáy của Tô Dương bằng ảnh thích thuấn sát, chết đi rồng lớn. Đây là kỹ năng mạnh nhất của hắn, ngay cả tiểu boss bí cảnh cũng phải tụt mấy vạn máu, chết trong tích tắc, hắn ta không tin Hắc Long đây không có chút tổn thất nào. Trước đòn này, Tô Dương liếc mắt vung móng đánh về phía tên sát thủ kia, khiến hắn lập tức tụt máu mà ngã lăn ra đất. Còn sót lại tí máu sao, may mắn cho ngươi đây, nhưng để xem còn may mắn được bao nhiêu lần. Ngay khi tên đầu chọc định chạy tới cho tên kia uống thuốc, Tô Dương đã tụ sẵn trong miệng ngọn lửa rồng thiêng của mình. Không sai đâu, đây chính là phá diệt thổ tức đó. Không để đám người kia kịp thời phản ứng, Tô Dương lập tức phun ra lửa đỏ vài nghìn độ C, thế mà vẫn còn sống sao, nhưng chiêu này chỉ cần thêm một lần nữa là bọn chúng sẽ hẹo ngay thôi. Vội tạo ra phòng ngự chắn lấy lửa đỏ của rồng, mấy tên này không khỏi hoang mang, sao boss không chơi theo quy tắc vậy chứ? Hơn nữa hình như còn có trí tuệ, hiểu được chiến thuật, nắm bắt sơ hở của bọn họ nữa. Nhưng chuyện này là không thể nào, đây là boss cấp kim cương, hành động phải theo luật mới đúng lẽ thường, sao có thể tự nhiên động não được. Lơ lửng trên cao nhìn đám người bên dưới bàn tán, Trần Luân không thể nhìn thêm, đúng là đám phế vật mà. Ngay lúc này, khắp người lão ta liền tỏa ra một luồng khí chết chóc tại nơi vực sâu này. Lão triệu hồi ra linh hồn cổ xưa, dưới dẫn dắt ý chí của lão, sức mạnh và uy áp của linh hồn đó, hãy ra đi cốt long Elsas. Chỉ với mấy câu lẩm bẩm này, một con rồng chỉ toàn xương trắng được bao phủ bởi một màu tím được hiện ra trước mắt Tô Dương. Bất ngờ lắm chứ, đương nhiên Tô Dương phải bất ngờ rồi, bởi vì kẻ mà cậu phải đối đầu chính là một pháp sư tử linh đó. Pháp sư tử linh là chức nghiệp đặc biệt cực kỳ hiếm có, nghe nói pháp sư tử linh cao cấp thậm chí có thể triệu hoán vong linh cấp boss của phó bản ra. Vậy con cốt long này thực sự có thực lực ngang với Tô Dương hiện tại không? Lúc này, tiếng con cốt long kia vang lên như muốn xé tan mặt đất. Theo đó là tên Trần Luân ở bên dưới đang điên cuồng ra lệnh cho nó cắn xé kẻ địch trước mặt. Chỉ đợi có như thế, con cốt long này tức thì xông thẳng về phía trước tấn công Tô Dương. Sức mạnh này, đúng là châu bò đấy. Con cốt long trông ẻo lả thế này mà có sức mạnh lớn như vậy sao? Thế nhưng cút đi, mạnh mẽ đẩy lùi con rồng kia về phía trước. Tô Dương không cho phép nó có thể làm được gì cậu. Bất ngờ, từ trong miệng con rồng này, vong hài thương viêm lập tức được tung ra. Đối đầu với nó chính là phá diệt thôn tức của Tô Dương. Đại chiêu đối đầu cậu lại sợ một con cốt long sao? Ngọn lửa cả hai bên cứ vậy mà va vào nhau mãnh liệt, uy lực lớn tới độ làm cho những kẻ bên dưới chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Tuy rằng Trần Lân biến thái này làm cho người khác cảm thấy chán ghét, nhưng Chu Thái cũng phải công nhận rằng lão ta là hàng thật giá thật. Ở bên này, đối diện với đòn phản công của cốt long, Tô Dương lần nữa phun ra hỏa lực hết công sức, muốn đấu với cậu sao, còn non lắm. Sau khi ngọn lửa bao trùm lấy cốt long kia, khi mặt đất trước mặt trở thành vách đã lớn vì bị thiêu đốt, Tô Dương mới chịu dừng lại, hai mắt liên tục quan sát về phía trước, chỉ có thể thôi sao. Đột ngột từ bên dưới một bộ móng vuốt bám lấy cổ chân Tô Dương, là con cốt long kia sao, thứ này còn hồi sinh được ư, lúc này.
Tên Trần Luân ở một bên liền cười phá lên, thi thể tươi mới muốn bao nhiêu dùng bấy nhiêu, đứng dậy đánh tiếp đi cốt long. Đúng là kỹ năng của Tử Linh Pháp Sư, Tô Dương cũng không quá ngạc nhiên cho lắm. Chỉ có điều với con cốt long này, khi nó vừa đứng lên mặt đất đã rung chuyển không ngừng, ngay sau đó nó tiếp tục phun ra đòn tấn công, gây ra vô số sát thương ma pháp với Tô Dương. Không ổn rồi, sát thương này cao hơn chuyển chức giả rất nhiều, cứ tiếp tục như này cậu có thể sẽ thua mất. Không để bản thân yếu thế hơn, Tô Dương liền dùng đuôi quật vào mặt con cốt long đang phun lửa kia, sau đó bay vút lên cao, cậu phải mau lấy lại hơi, nó sắp đuổi kịp rồi. Lúc này, nhìn thấy con cốt long kia đang lúng túng đứng bên dưới đất mãi chẳng bay lên, Tô Dương ngay tức thì nảy số, tên này thế mà không biết bay sao. Còn tên Trần Luân kia thì khỏi nói, nhìn thấy rồng của mình không thể đập cánh lão ta tức không chịu được, thiếu cái gì ta bù cái đó, cốt long không bay được thì ở bên dưới tấn công vậy. Cứ như thế, nhắm chắc về phía Tô Dương đang bay lơ lửng trên không, cốt long dưới mệnh lệnh của Trần Luân liên tục bắn ra đòn tấn công. Nhưng công kích kiểu này, sao mà đánh trúng một đại hắc long như cậu chứ? Mà với độ cao này, người triệu hồi cũng không đề phòng chút nào nhỉ. Bất ngờ chạm mắt với hắc long, Trần Luân trong giây lát cảm thấy lo lắng, ông ta liền lên tiếng gọi tới cốt long trước mặt, mau chóng quay về bảo vệ ông ta đi, nhanh lên. Cho tới khi con cốt long kia vừa quay đầu lại, Tô Dương phút chốc ánh mắt lóe lên, bị lừa rồi rồi nha con trai. Chỉ chờ có cơ hội đó, Tô Dương lập tức vùng lên chiếm thế thượng phong, cự long xung kích, phiên bản quang đi. Cứ như thế, con cốt long kia liền bị Tô Dương hất văng đi, ngã rúi rụi về phía sau. Còn tên Trần Luân sao, đối diện trước đòn này của hắc long là Tô Dương, ông ta 1000 phần 1000 là tụt máu. Cùng với đó là tiếng động lớn do con cốt long kia gây ra, va chạm mạnh tới mức khiến cho mặt đất rung chuyển. Nhưng thế này vẫn chưa đạt được mục đích của Tô Dương một cách triệt để, tên đó còn nhiều máu như vậy sao, cậu còn tưởng loại pháp sư máu giấy này một phát là đi luôn chứ, dai dẳng phết ha. Lúc này, khi tên Trần Luân kia ngã xuống, tất cả đồng đội của lão ta lập tức chạy tới, kẻ phòng ngự kẻ sẵn sàng tấn công. Không những vậy, Chu Thái còn tung ra kỹ năng đồng cam cộng khổ, chia sẻ một nửa sát thương với Trần Luân kia, bản thân theo đó nhận 50% hiệu quả giảm thương. Đến lúc này Tô Dương cũng hiểu được, thì ra là Chu Thái này, nếu không phải mỗi lần đều kịp thời giúp đỡ đồng đội, thì nhân số sớm đã giảm từ lâu rồi. Bất giác liếc mắt nhìn về Chu Thái với ánh mắt không hề biết ơn, Trần Luân liền quát lên muốn biết tiểu tử Lưu Từ kia rốt cuộc đã đi về chưa. Trước sự bất an của đại sư bên cạnh, Chu Thái lập tức lên tiếng trấn an tâm một chút chớ nóng nảy, ông ta đã tính toán thời gian chênh lệch không nhiều lắm, cậu ta nhất định sẽ tới nơi đây thôi. Nghe tới đây, Tô Dương trong đầu như nảy ra cái gì đó, Lưu Từ à, là tên thích khách đó ư? Vừa rồi quá hỗn loạn nên cậu cũng không chú ý lắm, hình như hắn đã biến mất một lúc rồi, chẳng lẽ là đi tìm đồ Long Chi Tâm rồi sao? Lúc này, từ phía trước một đám bụi mù mịt bùng lên, bên trong đó một bóng đen đang tức tốc chạy ra khiến cho đám người bên Ngũ Chuyển Lão Đại không khỏi vui sướng. Lưu Từ thế mà quay lại rồi đó, tốt rồi, lần này bọn họ thắng là cái chắc rồi. Quả nhiên là như vậy, nhưng đám người này có đang vui mừng hơi sớm quá không nhỉ? Không để cho Tô Dương thất vọng, từ bên trong đám bụi kia, chẳng phải Lưu Từ như những kẻ kia đang mong đợi, mà đó chính là con quái tinh anh, đệ của Tô Dương đang chạy tới. Athos, đại nhân, tôi quay lại rồi đây. Nhìn về thuộc hạ đang dâng lên thứ lấp lánh trên tay, Tô Dương vô cùng hài lòng, nó đã lấy lại được đồ Long Chi Tâm, may mắn không làm nhục sứ mệnh mà cậu giao phó đó. Ngay khi viên ngọc hình trái tim sáng loáng đập vào mắt Chu Thái, ông ta như đứng hình toàn tập, chuyện này sao có thể chứ? Ngẩng cao đầu nhìn về đám người phàm tục bên dưới, Tô Dương liền cất cao giọng nói của mình. Đám người công lực ti tiện, may mà ta đã chuẩn bị trước, lấy được đồ Long Chi Tâm và lần này chiến thắng sẽ là. Bất ngờ đưa móng chạm tới đồ Long Chi Tâm kia, một luồng sáng theo đó bùng lên bao lấy Tô Dương làm cậu không khỏi bất ngờ, đây là gì? Phát hiện nhân tố bất khả kháng, bí cảnh cấp bậc kim cương, pháo đài hắc long, cấp bậc xảy ra biến hóa, cấp bậc bí cảnh bắt đầu thăng cấp bậc được tăng lên thành tinh diệu cấp. Ở bên ngoài, phía trên đài cao bất giác lóe lên một tia sáng kỳ lạ làm cho tất cả mọi người không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Tư tế đại nhân, chấn động linh lực lần này rất bất thường, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vội vàng chạy ra bên ngoài, Bạch Linh cảm nhận được ở nơi nào đó trong bí cảnh có một luồng khí tức cường đại đang được sinh ra. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả thế giới hiện thực cũng sẽ bị ảnh hưởng đó. Thế giới này, sợ rằng lại sắp có sự kiện lớn xảy ra rồi. Còn bên trong bí cảnh lúc này, trước một màn biểu diễn ánh sáng ban nãy, tất cả đều hốt hoảng tới há hốc mồm. Tinh diệu cấp ư, sao có thể như vậy? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tình huống bí cảnh có thể tăng cấp đó. Và Tô Dương, cậu đã tăng lên thành tinh diệu cấp như những lời mấy kẻ kia đang nói. Không ngờ chỉ có như thế mà cậu đã thăng cấp rồi đó, toàn bộ thuộc tính cũng đều tăng lên đáng kể, còn có kỹ năng cấp tinh diệu ngôn linh tinh diệt hỏa ngục. Với sức mạnh cường đại của Hắc Viêm, ngưng tụ lại tạo thành lao tù của địa ngục, giết tất cả những kẻ dám phản kháng lại, gây sát thương bằng 1000% sát thương thuộc tính ma pháp.
Không những thế còn có cả chức năng cấm hồi sinh, trong cái thời đại trò chơi chỉ cần cấp 0 về 0 thì sẽ không chết này, quả thực là một kỹ năng quá là gian lận mà. Lưu ý, linh hồn của chức nghiệp giả bị kỹ năng này giết chết sẽ không thể hồi sinh, Tô Dương có thể lựa chọn tiêu diệt hoặc không. Đặc biệt hơn cả, Tô Dương lại nhận được đạo cụ mấu chốt Đồ Long Chi Tâm, vì vậy đã được thăng cấp. Chẳng lẽ Hắc Long này vốn sức mạnh nên ở cấp tinh diệu sao, nhưng bởi vì sự tồn tại của Đồ Long Chi Tâm bỏ qua thuộc tính đặc biệt của Hắc Long nên mới dẫn đến bí cảnh bị hạ cấp xuống kim cương, mà hiện giờ đã mất đi cơ chế đặc biệt của Đồ Long Chi Tâm nên độ khó cũng tự nhiên mà tăng lên. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ lắm về cái thời kỳ tiền trưởng thành này, nhưng hiện tại thì thế cục đã thay đổi rồi. Lúc này, tên Lưu Từ kia cũng vội vàng quay về, hắn không tìm thấy được Đồ Long Chi Tâm đâu, có phải nhầm rồi không? Nhưng rất nhanh Lưu Từ đây đã thấy lạ, thứ trên người Hắc Long kia, sao Đồ Long Chi Tâm lại ở đây chứ? Trước tình hình này, Chu Thái lập tức gào lên quát lấy tiểu tử kia, đừng tự ý hành động, mau chóng quay lại đi, cái thằng ngu xuẩn này, không để ý đến thông báo của hệ thống sao. Nhưng cái tên ngu xuẩn kia đúng là chẳng hề quan tâm lắm tới lời cảnh báo của Chu Thái. Hắn ta nhếch miệng cười mà phi thẳng về phía Hắc Long, tên ngốc kia làm sao có thể đuổi kịp được tốc độ của hắn chứ. Cứ vậy, một chân Tô Dương đã nhẹ nhàng ấn mạnh tên ngông cuồng kia xuống, hẹo ngay tại chỗ. Đứng trước tình thế này, Lôi Sơn đã hoang mang lắm rồi, bọn họ hiện tại phải làm sao đây? Boss bí cảnh tinh diệu bình thường cần một đội ngũ chuyển gồm 10 đến 20 người mới có thể hạ được boss với chút người này. Thái Chu cũng biết rõ bọn họ căn bản không có cơ hội, không để cho tất cả phản ứng, ông ta lập tức quay đít bỏ chạy, không đánh nổi đâu, mau chóng rút lui đi. Bây giờ không phải là lúc làm anh hùng đâu, vớ vẩn là toi đấy. Nhìn thấy đối phương bỏ của chạy lấy người, trực tiếp chạy trước, nếu còn lao đầu vào thì chỉ hối hận thôi. Quả nhiên là Thái Chu, phán xét rất khôn ngoan đó, nhưng nghĩ sao Tô Dương để cho mấy người đi dễ dàng như vậy hả? Ngay khi chạy tới gần chỗ cổng dịch chuyển, Lôi Sơn đã giật mình khi trước mặt bọn họ đây. Cổng dịch chuyển đã bị Tô Dương chặn mất rồi, trông tất cả bút lên mau, cố gắng hết sức để xông phá, ra được bao nhiêu người thì ra đi. Chẳng để đám người này kịp thời phản ứng, Tô Dương liền phun ra phá diệt thôn tức thiêu rụi đám người người kia. Thở hồng hộc sau đòn tấn công của boss, toàn bộ đội hình người thì gục người thì bị thương nặng, sát thương của boss cấp tinh diệu thật khủng khiếp. Kết giới phòng ngự mạnh nhất của bọn họ chỉ một đòn đã bị phá vỡ, đến cả mana của Chu Thái cũng cạn rồi, boss làm thêm phát nữa bọn họ chết là cái chức. Lúc này, Chu Thái chỉ còn một cách cuối cùng, tất cả mọi người mau bỏ hết vật phẩm quan trọng vào tu di giới để phòng mất, giảm thiểu thiệt hại đi, bây giờ không còn hy vọng gì nữa đâu. Trong khi tất cả phải chấp nhận sự thật đáng tiếc kia, tên Trần Luân vẫn còn cứng đầu không chịu tin, không thể nào, hắn sẽ không chấp nhận thua đâu. Hắn đã giết cả nghìn lần rồi, toàn bộ sức mạnh của Hắc Long kia hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả có lên cấp tinh diệu thì sao chứ, hắn vẫn có thể giết thêm một lần nữa. Ngay lúc này, Trần Luân liền tháo bỏ cái mũ trùm đầu của mình ra, cảm giác lão ta như điên như dại mà gọi ra các vong linh ngủ say bên trong La Nguyệt Trường Hà. Lấy sức mạnh của hắn làm trung gian, phá vỡ giới hạn sinh tử, để cho sự tồn tại của bọn chúng lần nữa hiện ra ở thế giới này vong giả đại quân. Ngay khi triệu hồi đám vong linh này lên, Trần Luân đã chỉ đạo chúng xông thẳng về phía Tô Dương mau chóng tấn công. Nhưng trong mắt của cậu đám này chỉ là một đám tạp nham không xứng tính đến, một vuốt đã đánh tàn tạ đám quân nhỏ này. Bất ngờ, Cốt Long ở bên cạnh liền phun ra đòn tấn công về phía Tô Dương, cậu còn tưởng ghê gớm thế nào, có tí hỏa lực này thôi sao, ra cậu còn chả có chút sức nào luôn đó. Thấy con rồng kia vẫn dai dẳng phun lửa, Tô Dương đã mất kiên nhẫn, một chân dúi thẳng đầu nó xuống dưới mặt đất, trực tiếp khiến cho nó ngậm mồm lại. Ở bên dưới, Trần Luân cố nặn ra nụ cười méo xệch của mình, thứ xúc sinh chết tiệt, nhưng chuyển chức giả không thể chết cũng không thể diệt đâu, kể cả lão ta có thất bại ở lần này. Lần sau lão ta cũng sẽ tiêu diệt được con rồng là cậu thôi, đáng tiếc phó bản cấp tinh diệu không thể làm mới lại, lão ta còn muốn tiêu diệt cậu thêm nhiều lần nữa cơ. Nghe thấy mấy lời tự tin của tên già kia, Tô Dương cũng chẳng còn lý do gì để giữ lão ta lại, nếu như đã nói như vậy. Trần Luân nghĩ cậu sao có thể để lão ta thoát được chứ, vậy thì để cậu thử chiêu mới trên người lão xem nào. Hai cánh lập tức đan chéo vào nhau, từ vùng đất u tối, một quả cầu bằng lửa đỏ bùng lên mãnh liệt, ngôn linh, tĩnh diệt hỏa ngục, cứ vậy mà tiêu diệt tất cả. Còn tên Trần Luân thì khỏi nói, cho tới giây phút này cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn tột cùng, lần sau lão sẽ cho cậu một bài học, a hi hi hi. Nhưng trước khi tên này biến mất, Tô Dương cũng phải dập tắt mong muốn này của lão đi, không có lần sau đâu tên ngu à. Lúc này, tên Trần Luân kia mới giật mình, HP của lão sao về không rồi, sao chưa bắt đầu dịch chuyển nữa vậy, sao cơ thể lão vậy chưa phân giải chứ? Vì sao ư? Bởi vì lão không còn cơ hội để hồi sinh nữa rồi, biến mất đi. Đứng hiên ngang trước ngọn lửa lớn đang cháy rực lên cùng với đó là tiếng hét thảm thiết của Trần Luân, Tô Dương vô cùng hài lòng. Ngay lúc này,
Tiếng hệ thống liền vang lên, cậu đã giết chết level 110 bão huyết chiến sĩ Chu Thái, nhận được điểm kinh nghiệm 2198763, giết chết level 108. Bão du mục sư Trương Khả Hân, nhận được điểm kinh nghiệm 1986123, giết chết level 104 sơn mạch kết giới sư Trang Trấn, nhận được điểm kinh nghiệm 1577633, giết chết level 103 thợ săn ám ảnh Lưu Tử, nhận được 1662321 điểm kinh nghiệm, giết chết level 115 pháp sư tử Linh Trần Luân, nhận được 2546198 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm sau khi tích lũy là 9,97 triệu, thăng lên cấp level 34 đến level 40, đạt tới giới hạn nhị chuyển, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Sau khi trở về lại căn cứ, tất cả thành viên của ngũ đại chuyển chức như mất hồn. Lúc này, Trương Khả Hân từ bên ngoài chạy vội vào bên trong, sau một hồi tìm kiếm anh ta hoàn toàn không thấy tin tức gì từ Trần Luân kia. Thậm chí thông tin về ông ta trong thiên cơ các cũng đã biến mất hoàn toàn, tình huống này hoặc là bị người ta loại bỏ, hoặc là chết rồi đó. Như có tiếng sét đánh thẳng qua tai, ba người còn lại trực tiếp dừng hình đến đía người. Không ngờ lại có thể bỏ qua bảo vệ cấp bậc mạnh mẽ và buộc Trần Luân phải chết. Con Hắc Long kia, Hắc Diễm Chi Dực Athos rốt cuộc là boss kiểu gì vậy chứ? Còn Chu Thái thì khỏi nói, ông ta lúc này đang run lên cầm cập. Đây không còn là vấn đề bọn họ có thể giải quyết được nữa rồi, trước tiền bồi thường tổn thất cho linh thú. Còn lại giao cho tổng bộ quyết định cái đã, chỉ có mình Trần Luân là bị giết, là cơ chế đặc biệt gì đây, hay là con boss đấy cố ý bỏ qua cho bọn họ. Lúc này, tại nhà của mình, Tô Dương lập tức ngồi nghịch lên ghế thở ra một hơi, trình độ của đoàn thám hiểm đấy đúng là người mà linh thú không thể đụng được nhỉ, phí bao nhiêu công sức của cậu. Nhưng chăm chỉ như thế thì cũng có vật phẩm tương xứng, không hổ là công hội cấp S, đồ rơi ra, chẹp chẹp, giàu quá đi. Nhưng để nói là hấp dẫn Tô Dương nhất thì không nghi ngờ mà nói hai thứ này. Một là dao găm, sự cuồng sát của bóng ma, hai là quyền trục kỹ năng cấp truyền thuyết, 5 lần tích chữ, phong bạo lôi đỉnh thiên nhẫn. Không thể không nói vận khí của Tô Dương là thật sự quá tốt đi, lần trước rớt vũ khí cấp kim cương, lần này ngay cả vũ khí cấp tinh diệu cũng lấy được. Và khác với triệu hoàn phong bạo, cậu cũng có thể trang bị dao găm này, hơn nữa quyền trục kỹ năng truyền thuyết càng tốt hơn. Có uy lực đủ để giết chết các chức nghiệp giả tứ chuyển trong giây lát, lại còn không có hạn chế nữa, thực sự đáng sợ mà. Mà hiện tại, cấp độ của cậu cũng lên 40 rồi, điểm kinh nghiệm có hơi bị thừa ra có hơi tiếc, nhưng mà, cái tên pháp sư tử linh Trần Luân bị cậu giết chết kia chắc không sống lại nữa đâu nhỉ. Nghe thấy hệ thống lần nữa xác nhận tên pháp sư kia đã bị tiêu diệt triệt để Tô Dương mới hài lòng, mà theo như phân tích, pháp sư tử linh sau khi lấy được đồ long chi tâm, có tỷ lệ cao sẽ giết chết cậu. Nếu cậu trong quá trình kiêm nhiệm boss bị giết chết bởi các chuyển chức giả khác, cậu cũng sẽ lập tức chết theo, cậu nên xử lý cẩn thận. Tuy nhiên, qua lần bị giáo huấn này, đoàn thám hiểm chắc sẽ không dám tới khiêu chiến trong một thời gian ngắn đâu. Ngoài ra, boss cấp tinh diệu đều được xưng là chân linh sinh vật, có được tâm trí của riêng mình. Vậy trong lúc Tô Dương không kiêm nhiệm Hắc Long thì boss sẽ được ghép cho người kế nhiệm, sẽ trực tiếp loại bỏ thần trí, cho dù ở cấp độ nào đi chăng nữa. Ngoài ra nếu boss bị chính ký chủ kiêm nhiệm giết chết, sẽ tự động ghép đôi với boss khác có cấp cao hơn. Thật không ngờ là còn có chuyện tốt như vậy đó, đây là tiết tấu yêu cầu cậu phải đồ long sao. Mà nói đến chuyện đồ long thì không thể không nói đến trang bị này, cảm giác như mọi thứ được sắp xếp hết đâu vào đấy vậy. Ngoài ra, ngoài những kỹ năng tuyệt vời, đồ long chi tâm còn có kỹ năng huyết hồn anh linh, với bùa hộ mệnh máu rồng lây nhiễm, có thể triệu hồi ra huyết hồn anh linh trợ giúp chiến đấu. Huyết hồn anh linh này chắc phân nửa là vị anh hùng đồ long kia nhỉ, có thể có được danh hiệu này chắc chắn là một người có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối còn ngầu hơn cả chức nghiệp giả ngũ chuyển rất nhiều, có một tiểu đệ siêu cấp như thế này thì còn phải sợ ai. Bước tới thần điện đối diện với tư tế Bạch Linh, ngay khi nhìn thấy Tô Dương cô đã lên tiếng trước chào hỏi. Dẫn Tô Dương bước tới chỗ chuyển chức, cậu một lần nữa nhận lấy nhiệm vụ chuyển chức 5 sao, phải giết boss trong 3 phút. Thông thường cơ bản nhất là thành lập một tổ đội để đánh bại phó bản cùng cấp độ. Nhưng nhiệm vụ này lại yêu cầu một người chỉ được một người vượt qua phó bản, điều này gần như là cố ý gây ra khó khăn. Nhưng đối với Tô Dương thì cũng chẳng khác gì không có điều kiện cả. Lúc này, đưa tới cho Tô Dương bản đồ của phó bản cấp Bạch Ngân thành phố Đông Linh, Bạch Linh cũng nói thêm. Bên trong thứ này còn có cả thông tin về vị trí và thời gian làm mới của các phó ban cấp Thanh Đồng và Hoàng Kim nữa đó. Còn chưa kịp rời đi, Tô Dương đã bị Bạch Linh níu lại. Không lâu trước đây có một sự cố kinh khủng xảy ra ở phó bản, độ khó đột nhiên được thăng cấp, khiến cho một vị chức nghiệp giả mất tích. Ngoài ra, người chơi ở khu vực hoang dã cấp thấp gần đây rất chật trội, thường là bởi vì tranh đoạt lãnh thổ mà xảy ra xung đột đến đổ máu. Cô cũng muốn nhắc Tô Dương nên cẩn thận một chút. Quả đúng như lời Bạch Linh nói, đi tới phó bản nào là có người rồi, nào là đánh nhau tới nổ tung rồi, mấy người đang tổ chức tiệc đó hả? Hiện tại cậu đã phải chạy tới 7 đến 8 cái phó bản rồi, không ngờ lại bị người khác tranh chức tức thật đấy. Nhìn vào trong bản đồ, phía trước chắc chắn là cửa vào của phó bản hang động đau khổ, chẹp,
sao lại có một đống người thế kia? Y khoan, bên dưới không phải là Tuyết Thiến với tên Vương Phi sao? Bọn họ đang cãi nhau găng quá nhỉ? Còn kia là công hội chị em với U Vân sao? Nếu đã là người quen thì chắc đợi lúc nữa rồi động thủ cũng dễ nói chuyện hơn nhỉ? Lập tức bước tới trước mặt những người kia, thật ngại quá, phó bản này cậu không có ý định nhường ai đâu. Còn đang ỉ thế là thanh niên con trai bắt nạt Tuyết Thiến, tên béo này tức thì bị Hà Lam ở bên cạnh chĩa kiếm thẳng vào mặt. Nhưng ai sợ thì sợ, tên Vương Phi vô cùng tự tin, cô là tam chức nghiệp giả thì bên bọn họ cũng có tam chức nghiệp giả đó, và tên đó chính là Lý Trấn, level 60. Nhưng đối diện với tên này Hà Lam chẳng hề sợ sệt chút nào, Lý Trấn đây là con khỉ thiếu văn minh đúng không, hay là não toàn cơ bắp, đến có đạo lý người tới trước người tới sau cũng không hiểu hả? Liếc mắt nhìn về Tuyết Thiến và đám người phía sau, theo như Hà Lam quan sát, hầu hết bọn họ đều là tân binh cấp thấp. Cố chấp đánh với tên khốn nạn này có thể sẽ không tốt cho lắm đâu, nhưng nếu nhượng bộ ở đây, có trời mới tin cái tên khốn này có được voi đòi hai bà trưng không. Vẫn là nên đánh phủ đầu trước cái đã, còn chưa kịp ra tay, Tô Dương từ đâu tiến tới chen vào, nếu đã nói chuyện bằng nắm đấm mạnh hơn ai, thì cậu thấy mình cũng có tiếng nói ở đây phết đó. Vừa nhìn thấy mặt Tô Dương, tên Vương Phi kia đã gào cái mồm lên, sao cậu lại đến đây, câu này đáng lẽ cậu mới phải hỏi lại hắn, sao lúc nào cũng gặp thằng cha này vậy. Nhìn về phía Tô Dương, tên Lý Trấn kia vẫn huênh hoang thể hiện, cậu dựa vào đâu mà to gan thế, hắn mà đấm cho một cái là bay màu luôn đó. Chẳng thèm quan tâm tới lời hai tên chầu tre này, Tô Dương liền tiến tới chào hỏi Tuyết Thiến, rất nhanh đã thu vào trong tầm mắt của Hà Lam. Vừa rồi cậu nhắc tới nhiệm vụ chuyên chức sao, đây là phó bản giai bạc mà, cậu có đi nhầm không đó? Thấy chị gái kia nghi ngờ, Tô Dương một lần nữa xác nhận lại, nhiệm vụ chuyển chức nhị chuyển yêu cầu dọn sạch phó bản giai bạc mà. Nghe tới đây, Hà Lam trong phút chốc bất giác giật mình, nhị chuyển, đợi đã, tên nhóc này thật sự cùng lúc chuyển chức với Tuyết Thiến thì mới có mấy ngày đã lên cấp 40 rồi sao, sao có thể như vậy? Mà lúc này, tên Vương Phi kia đã không còn kiên nhẫn nữa mà lên giọng, chắc là Tô Dương cho bản thân mình là xịn sò lắm hả? Cứ suốt ngày giả bộ như kiểu mấy đại lão ngoài kia không bằng ấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một chiến sĩ rác rưởi mà thôi. Có bản lĩnh thì mở bảng thông tin cá nhân ra xem nào. Trước tên Pháp Sư có level 10 kia, Tô Dương chỉ bật cười, ngay sau đó hai ngón tay cậu ngoắc lên. Trong tích tắc đã hất bay tên này đi, khiến HP của hắn trực tiếp tụt xuống 0%, sau đó là hẹo ngay lập tức. Lúc này, tên Lý Trấn kia bất ngờ vung tay đấm xuống mặt đất, dám đánh lén sao, đúng là không có võ đức, anh ta sẽ không tha cho cậu đâu. Nghe tới đây, Tô Dương thuận tay lấy ra vũ khí của mình, để cậu xem tên này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đây. À đúng rồi, Hà Lam muốn lên cùng luôn cũng được đó, như thế cậu đỡ phải làm thêm một lần nữa, tốn sức lắm. Thấy bản thân bị chọc ghẹo như vậy, Hà Lam đâu thể đứng yên, cô tức thì bước tới bên cạnh Lý Trấn kia muốn khiêu chiến với tiểu tử này. Ngay sau đó, cả hai người liền nhảy vút lên trước mặt Tô Dương, Lý Trấn theo đó vung đòn ra liên tục, chỉ tiếc là đấm mãi mà chẳng trúng lấy một đòn. Không tin bản thân không thể đả thương tiểu tử kia, Lý Trấn liền gầm lên lôi hổ quyền, sau đó đấm mạnh về người phía trước. Chỉ có điều, một đấm này của hắn đã bị Tô Dương chặn lại, sau đó một kiếm vung tới hất bay tên kia đi. Tiếp sau đó, Hà Lam từ đằng sau bất ngờ xông tới chém một cái, nhưng cuối cùng lại bị rào cản tinh thể của Tô Dương chặn lấy. Đòn này của cô thậm chí còn không làm mất đi một nửa giá trị hộ thuẫn, đó chắc chắn là một cuộn hộ thuẫn cao cấp mà, rốt cuộc Tô Dương này là có lai lịch gì chứ? Bất ngờ, từ vách đá trước mặt truyền tới rung chuyển, tên Lý Trấn một lần nữa ngóc đầu dậy, hắn quyết tâm phải hạ được Tô Dương. Trước đòn này, Tô Dương liền đưa kiếm lên tạo lửa, đã nói là gấp lắm rồi mà không nghe sao, thế thì biến mất đi cho cậu. Chỉ với một đường kiếm, Tô Dương lần nữa tiêu diệt tên Lý Trấn kia trong tích tắc. Lúc này, cậu đứng trước ngọn lửa đỏ liền quay đầu nhìn lại hai cô gái kia, còn muốn đánh nữa không? Còn đánh thế mẹ nào được nữa chứ, Hà Lam xin chịu. Nhưng bất ngờ hơn khi Tô Dương nói bọn họ là chị em trong công hội, chẳng lẽ cậu là? Ngoái đầu nhìn về Hà Lam, cô giúp cậu chuyển lời xin lỗi tới hội trưởng một phen nhá, phó bản này cậu xin trước. Bước vào bên trong hang động thống khổ, ngoại trừ pháo đài Hắc Long thì đây là lần đầu tiên Tô Dương chính thức đi vào bên trong một phó bản đó, cảm giác mới mẻ ghê. Lúc này, xuất hiện trước mặt Tô Dương chính là một con Goblin gian xảo đang dương tiễn chuẩn bị bắn tới, thế mà chỉ có một con thôi sao? Ngay khi nhìn thấy nó, Tô Dương tức thì vung kiếm lên, một đường đánh mạnh con quái kia ngã rúi rụi về phía sau, không để cho nó kịp thời phản ứng, tiếp sau đó cậu liền túm lấy cổ con quái kia. Một đường ném mạnh về phía trước, rồi mạnh mẽ vung kiếm lên chém một đường, trực tiếp tiêu diệt quái chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhìn đám Goblin đang núp cũng bị diệt theo đồng đội của mình, Tô Dương không khỏi hả hê, này thì đánh lén này. Phó bản này coi bộ cũng âm mưu ghê ta, nếu không phải tốc độ của cậu cao thì đã bị bọn chúng cúng thành công rồi. Trong những trận chiến trước, về cơ bản Tô Dương đều dựa vào việc thuộc tính cao áp đảo để giành chiến thắng. Nhưng nếu gặp một chức nghiệp giả mạnh hơn thì sẽ phải dựa vào kỹ năng để xác định kết quả,
cơ hội khó có, vậy thì lấy tiểu quái ở đây luyện ma nhẫn đi. Đang đi sâu vào bên trong hang, từ trên cao hai con goblin khác bất ngờ nhảy xuống định úp sọt. Nhưng bọn chúng rất nhanh đã bị ma nhẫn hóa hình của Tô Dương hất mạnh ra. Tiếp sau lại sử dụng ma nhẫn hóa hình tạo thành chùy mà đập mạnh xuống dưới mặt đất. Ngay lúc này, đám goblin đang núp ở trên chỉ vì nghe thấy tiếng động lập tức bắn tiễn liên tùng tục. Nhưng mấy thứ đó chẳng là gì với Tô Dương, thoát cái cậu cũng đã tạo cho mình một cái nỏ, rồi liên tục bắn lên đám goblin kia. Tiếp theo đó, Tô Dương liền tăng tốc bỏ chạy, phía sau chính là đám quái cả goblin lẫn nhện nhện, sắp tới phòng boss rồi, vẫn là nên giải quyết hết trong nháy mắt ở đây luôn thôi. Ăn đại đao 40m của cậu đi, chỉ cần một đao phi tới, trước mặt Tô Dương đã rơi ra là tả xác chết của đám quái kia, đúng là yếu nhược quá mà. Cũng chính vì tiếng động lớn này, boss bất ngờ mở mắt ra, ngay sau đó bước tới trước mặt Tô Dương. Vâng, boss lần này chính là băng xương cự hổ, cấp độ 40. Còn chưa để Tô Dương nói gì, con boss này đã gào mồm lên mắng chửi cậu tới độ không kịp vuốt mặt. Nào là nhân loại ngu xuẩn, dám đặt chân lên lãnh địa của nó, chán sống rồi sao? Nếu đã chán sống thế thì để nó xem thử Tô Dương có theo kịp tốc độ của nó không. U là trời, mấy cái lời thoại được thiết lập cố định, đúng là boss dưới cấp tinh diệu quả nhiên không có thần trí mà, diễn đơ hết sức luôn nó. Nếu đã như vậy thì thử dùng cách mới mà Tô Dương vừa nghĩ ra nào. Ngay khi móng vuốt boss lớn vung tới, Tô Dương liền sử dụng ma nhẫn hóa hình. Dầm một tiếng, boss lớn đã đành bẹp cậu bên dưới vuốt mình. Còn tưởng mọi chuyện đã xong ở đây, thoát một cái, Tô Dương lại xuất hiện còn con boss kia bất giác gào lên một tiếng, hồi chuyển đao trận. Với chiêu này, Tô Dương đã trực tiếp giết chết boss level 40 trong nháy mắt, cứ thế là chết rồi sao phải cần tới 3 phút nhỉ, thế mà cũng làm boss được. Bước ra bên ngoài, Tô Dương đã thấy hai chị em nhà kia đang chờ mình, mấy người né cái gì, cậu có ăn thịt đâu mà sợ. Nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, Hà Lam thật sự không tin vào mắt, mới có 5 phút thôi mà đã xong rồi ư, lại còn là hang động thống khổ nổi danh với âm mưu mà. Lúc này, trong một phó bản khác, Tô Dương lại tiêu diệt được thêm con boss dai bạc, phí huyết thú nhân, ngay lập tức kích hoạt ra nhiệm vụ ẩn. Giai đoạn một chìa khóa dì xét bị mất, tại vị trí đánh dấu màu đỏ trên bản đồ, có một con quái vật đáng sợ đang nằm ở đó, dường như đang canh giữ thứ gì. Nhìn thấy nhiệm vụ này, khóe miệng Tô Dương liền cong lên, rồi nhìn chằm chằm vào bản đồ, khu vực của nhiệm vụ là khu vực hoang dã cao cấp của thành phố Thiên Linh. Cấp độ quái vật trung bình có phải trên 40 không nhỉ, xem ra cũng là thời điểm để đi mở khóa vũ khí cấp tinh diệu này rồi. Tuy nhiên, để sử dụng không chỉ cần ngoại giới bảo thạch hoàn chỉnh, mà còn cần thợ rèn cấp bậc tông sư để rèn, đúng rồi. Thiên Cơ Các có phân bộ giống như thành phố Thiên Linh, họ cũng bán các phương án công lực phó bản nữa mà, xem ra nên đi hỏi thăm những bại tướng dưới tay một chút thôi. Hơn nữa Tô Dương nghe nói Thiên Cơ Các chính là một trong những thành viên của Liên minh X, không biết bọn họ nhìn thấy thứ này sẽ có phản ứng gì đây, hồi hộp ghê. Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.